qua bới còn cục đen nè, bà thấy qua em cục đen nữa rồi, cục lam cái còn ri nữa. À, quần á, quần còn cục đen nữa, thấy nó không? Ừ, đây. Thôi để bên anh luôn đi, anh lấy luôn đi. Để bên anh đi, lấy đi cho dễ đi bà ơi. Lại bên em lát hồi nó lộn, không có chỗ đi ra đi vô nữa. Năm thôi. Trời, có cái bộ kia dễ thương quá trời kìa. Dễ thương he. Trời ơi, xuất sắc mấy chị ơi. Trời ơi, bên đây quần được về màu trắng luôn, được về màu đen luôn. Trời, nói chung là mấy bà mua cái này là mấy bà nên mặc là theo kiểu là áo trắng, quần áo trắng quần đen, còn áo xanh bơ thì mấy chị lấy quần trắng. Nói chung là cái này mấy bà chế nên mua như vậy ha, mặc cho nó đẹp thiệt luôn á, xuất sắc luôn. Áo hai màu trắng bơ, ôi ôi mê dã man mấy bà ơi. Há lo mọi người, vô lẹ giùm em mấy bà ơi, có biến có biến, có biến mấy bà ơi. Alo alo 1 2 3 4. Áo chị mặc á hả? Áo chị mặc vô lẹ đi. Đông đông mấy bà ơi, vô đông đông lẹ lẹ giùm em nè mấy bà, lên chấn động luôn. Con này phải hơi bị đã luôn. Trời ơi. Bộ đùi tần em hết rồi chị Trang Võ ơi, đùi tần em hết chị ơi. Đang mặc có 59.000 mấy à. Xịu không? Đang mặc có 59.000 cái áo. Nhiêu tiền cái quần? Nhiêu tiền cái quần đó bà? Báo giá cái xỉu nữa nè. 65.000 một cái quần kaki jean chất co giãn. Chị nào á mà thích mua mặc quần mà quần sọc đùi mà co giãn á thì mua con loại kaki này nè. Vừa co giãn, vừa đẹp, vừa rẻ mà mặc hoài mấy chị ơi, mặc sướng lắm, em nói thiệt. Trời, con nào mua tao cáo bông ở đây vậy trời, mất dạy quá vậy, tên gì đây? My name is Ánh Nguyệt. Trời ơi, tao bán rẻ quá mà mấy đứa ơi. Sao mấy đứa kỳ vậy mấy đứa ơi? Áo 59.000 mà ơi, quần 65.000. Vô lẹ cho em là đừng có biến. Có biến, có biến mấy chị ơi, có biến đêm phia mọi người ơi. Nha, nha, nha. Vô liền, alo, alo, alo. Trời ơi. Cái gì đâu mà tặng mua hàng hot mà bơm vậy trời. Ôi trời đất ơi, quá trời quá đất ơi. Sao mà khui hết bao bơm mày đây mấy chế. Bơm mà thiệt luôn, lóng lạnh mẹ luôn. Bộ sọc thể thao có tay màu đen hết rồi chị Đinh Kỳ Duyên ơi. Rồi Đinh, Đinh, Định gì? Bà gì đó. Rồi ok luôn, có set sơ mi lúc nãy hai màu còn không gái hết rồi chứ ơi. Bộ đùi tần em hết hàng chị đẹp ơi. Bộ thể thao sọc có tay em hết rồi Đinh Kỳ Duyên ơi. Áo hai màu chị Nga Lila. Áo hai màu trắng đen thiệt mấy chị. Mua cái hai cái áo xong mua thêm hai cái quần nữa nha. Màu trắng cái bình bận chung với lại cái quần sọc đùi này, thấy không? Còn màu màu bơ mình mặc chúng còn sọc đùi trắng, còn màu trắng thì mình mặc quần sọc đùi đen. Đó, có hai màu, đưa cái màu đen lên cho em coi. Màu đen thì thôi khỏi dơ lên thiệt luôn á, SML 3 size, quần size S mà còn co giãn như vậy nè. Thấy không? Quần này mặc đã lắm mấy chị ơi, thiệt mua quần về mang đi mấy bà chị, siêu cực đã. Cực kỳ đã giùm em luôn. Đó, áo hai màu bơ trắng nha. Hốt liền cho em liền mấy chị ơi, quá mê rồi. Rồi chị Lila hai áo nè. Không lẽ cái ghế vô ngồi chờ. Nghe Lila hai áo, áo 59.000 chị ơi. Áo bơ chị Kim Lắm hả? Áo có hai màu rồi mấy chị, có hai màu thôi. Quần có size SML mọi người ơi. À, chị Song Tiên là đơn hàng bơ mà chị. Mua 8.000 năm sao giờ mới vô hỏi vậy? Phước Lê áo bơ đang mặc. Áo hai màu trắng bơ tình yêu ơi. 59.000 cái. Quần đang mặc kèm size chị Nguyễn Tina, đang mặc kèm size giùm em luôn. Cho em coi một áo, áo hai màu bà ơi, trắng xanh y hình.
Quần có đen chị Thu Nga ơi. Shipper có báo chị Trang báo gọi ship lại cho em với. Ok Nhã Bạch Dương, mai chị cho giao lại cho. Quần đang mặc kèm size chị Nguyễn Tina. Ti là, chị Ti tụi một áo bơ. Trang Thảo My một áo bơ 59.000. 59.000 đó bà ơi, Phước Lê có rồi. Chị Yến Trần áo bơ. Quần kèm màu bà bé Ngân. Quần kèm màu kèm size giùm em ấy chị ơi. Bé Ngân quần bơ. Quần trắng L chị Oanh Kim lâu rồi mới về quần trắng luôn á chị. Lâu lắm rồi mới có quần trắng để về cho khách nha. Trắng M cho chị Nguyễn Tina. Quần kaki S áo bơ vậy mà lấy màu trắng đó. Lương Kim Phụng có áo trắng chị Ti tụi chờ mấy chị lấy hai áo hai màu mấy chị ơi, về nhà mặc cho thích mấy chị. Rồi ok. Vừa mua bịch hàng nhà Trang 5 set có 600.000 rẻ mà đẹp, cảm ơn chị. Áo hai màu cho Ti tụi có luôn. Quần trắng 65.000 Xuân Hiền. Xuân Hiền size M. Chị Quỳnh Kẹo màu trắng xuyên thỏi giùm em chị ơi thiệt. Áo lấy mua cái hai màu về nhà mặc cho thích mấy chị ơi. Rẻ quá trời, đẹp quá trời luôn. Dạ rồi, đơn Sài Gòn chừng nào nhận được. Nay gửi là mai có đó chị ơi. Quần bao nhiêu? Dạ quần 65.000 chị ơi. Mỹ một cái áo bơ, chị Quỳnh Kẹo một cái áo trắng xuyên thỏi chị. Em lấy bộ hồng phía sau cho Thư Thư. Một áo bơ cho Na đi. Đây mấy chị, cân lắm, xỏ lưng đằng sau lưng y hình luôn. Để em xíu lên khui bơm tiếp đó bà ơi. Áo bơ Nina có, Thùy Trang Lê áo bơ xuyên thỏi chị ơi. Em chuyển khoản cọc 200 rồi mà, nói gửi hàng lại mà, xong tiên á. Rồi để em kiểm tra đơn lại xong tiên ơi, coi nó hàng về ngày nào vậy. Oanh Nguyễn một bơ một trắng. Oanh Nguyễn một bơ một trắng, Nani có hai áo rồi, chị Quỳnh Kẹo xuyên thoại. Chị Ngọc Đinh ơi, số điện thoại. Số điện thoại giùm em nha, số điện thoại giùm em. Bộ thể thao tay dài sọc, đợi em tí em coi còn màu gì chị ơi. Có tay em hết rồi, em dạy em chỉ còn tay dài thôi nha chị. Quần trắng S cho Thu Trang chung với lại Nguyễn Bảo Nhung nè. Quỳnh Kẹo lên số điện thoại luôn. Một trắng, một đen L cho chị Trờ B Ngọc. Thư Thư lên số điện thoại luôn. Chị Cherry Nim hai cái quần. Dạ cái quần có 65.000 với chị. Chị Trang, rồi Trang Lê ok số điện thoại luôn. Em lấy một xanh bơ chúc cho chị Xuân Hiền. Ok. Đây chị ơi, áo em đang mặc có hai màu xanh bơ và trắng nha chị đẹp mình ơi. Áo em mặc hai màu xanh bơ và trắng nha cả nhà ơi, rất là xinh luôn nha mọi người. Còn không ta? Quần kẹo lên tin giùm em. Quần Nim lên tin giùm em. Lên số điện thoại nha mấy chị ơi, lên số điện thoại mấy chị ơi. Số điện thoại lên liên tục giùm em mọi người ơi. Còn áo hết rồi ta. Rồi áo còn có vài cái mấy chị ơi là hết luôn. Quần nhà em là quần lưng cao nha mấy chị. Quần nhà em là quần lưng cao nha. Cái con này là con hắc dáng mấy chị, không có túi nè. Con này là con hắc dáng không túi cho bà chế nè. Thêm một bộ xanh đằng sau cho chị Thư Thư có luôn. Xanh này đúng không? Xanh cô gái đúng không? Thùy Trang Lê lên tin giùm em. Ok, áo bơ chị Mèo Nam. Thùy Trang Lê lên rồi sao á? Quần kẹo rồi. Áo bơ còn cái chị Mèo Nam luôn. Ok. Một bộ xanh ngoài sau chị Thư Thư. Quần mờ đen áo trắng chị Vina Châu Pha. Rồi ok, set caro này là giá 99.000 đang rất là hot luôn là em. Danh Hí một quần trắng L luôn. Caro hồng ở live trước còn không chị? Caro hồng là bộ nào nhờ? Cherry Nghiêm hai quần có rồi chị. Áo bơ áo trắng size M chị Ánh Tuyết ơi, áo em còn màu trắng nha chị, số điện thoại chị ơi. Chị Mèo Nam có số điện thoại rồi nè. Cherry Nghiêm chưa có số điện thoại. Chị Ngọc Đinh rồi lên số điện thoại luôn. Quần M em có chưa bà Xuân Hiền lấy màu gì? Quần có đen có trắng hai màu. Trang Thảo My. Trang Thảo My quần L. Chị Trần Oanh ơi lấy sỉ lấy nguyên ri giùm em nha chị. Còn đủ size SML chị Nguyên Ri, còn đủ size SML. Trang Thảo My áo trắng hả, hay quần trắng. Trang Thảo My áo trắng, áo nhà em chỉ còn trắng thôi mọi người, áo nhà em chỉ còn trắng thôi nha. Ngoài sau là em là cái này là 95, cái này là 99, còn cái bộ con này là 89.000. 95.000 nha chị ơi. Quần trắng size M cho chị Hồng Lụa. Dạ quần 65.000 một quần giùm em nha. Quần size S chị Ngọc Linh kèm size, chị kèm màu giùm em. Ánh Tuyết ơi số điện thoại. Caro đen chúc chị Tuyết Heo. Lấy đen nữa nha. Là gì ta? Nguyễn Tina. Nguyễn Tina lấy bộ đen nè hả chị Caro phải không chị? Chị Ngọc Đính số điện thoại nè. Rồi một ri trắng, một hai ri đen cho Phương Huệ. Cherry Nghiêm số điện thoại lên chị ơi. Trắng là chị Xuân Hiền áo quần á hả? Xuân Hiền comment trên cùng một dòng giùm em đi. Một ri trắng, một ri đen chị Trần Anh. Caro hồng xét ngắn 1.15 hả chị? À em hết rồi nha chị Thi. Chị Thị Hân ơi. Ngọc Vinh, Ánh Tiết. Chị Ngọc Vinh, chị Ánh Tiết, chị Cherry Nghiêm lên thông tin giùm em. Rồi lên rồi á.
Yến Nhi một ớt nè. Yến Nhi một ớt, ớt là có 89 thôi nha mấy chị. Rồi hai trắng. Không comment là lấy nguồn trắng hết nha. Chị nào không comment màu em lấy trắng hết nha mọi người. Phương Huệ lấy 2 ri luôn. Quần kẹo, quần trắng, ép số điện thoại chị ơi. Thư Thư có rồi em. Áo bơi em hết chị Thùy Dung. Chị Ly Huỳnh áo trắng. Caro đen cho chị Trần Hà. Caro đen chị Trần Hà. Caro đen cho chị Diễm Thúy. Dạ rồi, số điện thoại comment trên like giùm em là được. Đừng có nhắn tin, comment trên like rồi em xóa mấy chị ơi. Rồi comment trên like để em in rồi mấy chị xóa cũng được mấy chị nha. Chứ đừng có ấy mấy chị ơi, nó lạc. Nó em không biết khách mới khách cũ. Dạ đợi em xíu em lên luôn. Chị Tường Vi trắng lấy áo trắng xuyên thoại chị ơi. Rồi bao nhiêu một áo? 58kg. Dạ trời ơi 60kg cũng vừa chị. 60kg cũng vừa quần luôn á chị ơi. Áo với lại chị mua là thoải mái hết chị đẹp ơi. Nha. Có gì chị kiểm tra tin nhắn giùm em. Ok xong tiền rồi. Để chị có gì chị giao lại cho. Ta nhiều không biết là về rồi mà biết nó xả ra chưa đây nè. Cherry nghiêm hay. Hai quần hai màu nha chị. Số điện thoại. Bỏ lên số điện thoại mà bà đòi hai ba quần gì. Phải có số điện thoại mới có quần chứ. Giờ không cho số điện thoại xem lấy quần này. Ôi trời ơi em còn màu trắng nha mấy chị ơi. Em còn màu trắng nha. Quần em có hai màu trắng đen. Số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Không lên số điện thoại em đâu có lấy sai được cho mọi người đó mọi người. Tường vi trắng. Đọc trắng màu xanh lên tên giùm em. Đọc tên giùm em đi. Đọc đâu. Ai không cho số điện thoại đâu đưa em đây. Tết có người lấy hả? Ếch với xanh. Xanh đằng sau mà. Chị nào lấy xanh đằng sau mà anh. Có một chị lấy xanh đằng sau đó nha. Tên gì? Bây giờ anh nói em không biết luôn á. Em in qua rồi. Chị che đi nghiêm hai quần hai màu kèm size nữa chị. Trắng em mời cho Tường Vi trắng lên số điện thoại luôn nè. Quần trắng ép cho Ngọc Linh có chưa ta? Có rồi á. Áo trắng cho Quỳnh Kẹo luôn. Ok Quỳnh Kẹo nè. Rồi size L nha chị có luôn. Chị Thùy Dung có rồi chị. Set up đằng sau là giá là 89.000 nha mấy bà. Chị ơi set up đằng ở sau em lấy thì chốt giùm chị luôn. Ngọc Trâm ơi 89.000. Em áo trắng cho Nguyễn Tina. Rồi set lên set đùi sọc đen đi chị. Set đùi sọc đen like rồi mấy bà. Set đùi sọc đen là còn mẫu nào nữa ta? Đợi em tí nha, em lên cho mấy chị thêm một con áo tay dài nữa. Mấy bà hỏi set này phải không? Set đùi caro này là 119.000, hai màu trắng đen nè mấy chị. Hai màu trắng đen set đùi caro, áo sát nách 119.000. Đúng không ta? Cherry Nguyên có rồi luôn. Áo trắng chị Nguyễn Tina có luôn. Rồi bà nào chưa có lên màu giùm em liền kèm số điện thoại có đơn. Ủa chết mẹ cái áo này hết rồi hả? Sao ít vậy? Rồi còn chị nào chưa có áo nữa không thì lên áo giùm em nha. Rồi chị Ngọc Đính lấy hai cái quần chị ơi kèm xăng ấy chị ơi. Ớt 89 cho Ngọc Trâm. Áo đen sọc đỏ. Mới đăng hình hồi chiều. Chị Ngọc Đính là size gì chị ơi? Chị Ngọc Đính lấy size gì chị Ngọc Đính ơi? Kèm size giùm em chị ơi. Ớt đâu rồi? Ớt có 89 nghìn thôi nha mọi người ơi. Áo nhà em là 59 ngàn nha chị. Rồi để em lên cái bộ đằng sau lên một lần nữa cho mấy chị vô sau mấy chị tập trung mấy chị coi giùm em nha. Dạ rồi, set cô gái nhà em là 95.000. Hiện tại nó rất là hot luôn ha mọi người ha. Quần là quần ống suông. Cái này là 40-60kg mấy chị có mặc thoải mái luôn nha mấy chị. Giá cho em là 89.000 một. Ủa 95.000. Con này là 95.000 cho em nè. Còn cái cô gái cái bộ con gấu mà phối ren hai bên xong rồi cái quần caro này mấy chị. Nó là hàng lụa đẹp lắm. Em nói thiệt cái quần caro là gân nhưng mà gân lụa, cái chất nó co giãn luôn nha. Hot cực kỳ luôn 99.000. Còn con ớt này em đang sale có 89 thôi. Con ớt em đang sale có 89.000 cho mấy chị thôi đó. À lấy ớt thì lấy ớt giùm em luôn nha. Chị Cherry Nghiêm áo trắng, có áo trắng chị ơi, hết áo xanh rồi nha chị Cherry Nghiêm ơi. Cô gái hồng em chúc chị Ngô Hường luôn. Năm nay không có pyjama hả? Năm nay em không có pyjama chứ ơi. Set hồng cho bé nhỏ. Set 119 cho chị Quyên Lưu. Rồi, set sọc ở sau. Set sọc ở sau là 99.000 nha chị Hoa Hồng. Lấy thì comment lên cho em, màu kèm số điện thoại là có đơn cho chị nha chị ơi. Cô gái hồng nè. Bộ heo đen. Bộ heo đen chị Lê Hường. Caro đen nè. Ok luôn. Cô gái hồng chị Lê Hường là hai bộ hả chị? Ừ. Áo đang mặc giùm em là áo đang bận còn cả nữa là hết rồi đúng không? Hết rồi mấy chị ơi, áo đang mặc hết rồi mấy chị. Lấy áo khác mấy chị ơi. Áo đang mang hết rồi mấy chị lấy áo khác để em lên áo chữ cho mấy chị mua mấy chị.
Bé Ngân, chị thấy em không? Chị thấy bé Ngân, bé Ngân ơi. Chị thấy em cho bé Ngân ơi, áo mặc em hết rồi mọi người ơi. Mọi người chuyển qua áo chữ mấy chị. Đây áo chữ cho em nè. Áo chữ thì cũng hai màu trắng đen thôi. Áo chữ này đẹp lắm mấy chế ơi, thiệt luôn mấy chế. Áo chữ này cho em là hàng thun giấy mà là loại vải đẹp lắm, thật sự với mọi người luôn á. Cái con này là bao mê luôn nè. Đây. Trời ơi, phơm áo giấu quần luôn mà cái vải này mấy chị ơi, nó là cái hàng thun mà thun giấy Quảng Châu mấy chị, mà cái giá là giá Việt Nam thôi à. Thun giấy Quảng Châu mà cái giá là giá Việt Nam mọi người. Chị Ngọc Đính ơi, kèm cái size giùm em chị Ngọc Đính ơi. Coi cái phần comment của bạn có comment size không. Hai màu y hình cho em thôi mấy chị. Quần nhà em là 3 size SML. Quần nhà em là 3 size SML nha mấy chị nha. 65.000 một quần và 59.000 một áo. Trời mấy chị, con áo mấy chị ơi xuất sắc luôn nha mấy chị. Hàng là hàng thun mà dạng như là loại mà loại lưới mấy chị. Trời mặt nó mát giả man luôn mà. Cái form lên đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Em thề với mấy chị luôn, 40-65kg mấy chị tha hồ mấy chị mặc luôn nha, mà vải đẹp lắm luôn á. Rồi áo chị mặc tạm hết luôn rồi nè. Cái này là đúng biến đêm đêm khuya luôn mấy chị, toàn hàng hot không. Bé Ngân chị thấy em mà. Đây cô gái hồng là cục vàng ơi. Chị Lê Hường có hai bộ đó chị Lê Hường ơi. Rồi xếp loe tay dài lên chua dạy chua chị. Đợi em xíu em lên cho bà gái. Lộc Trần có quần rồi chị ơi. Của em là áo xanh bơ với lại quần đen ép. Bé Ngân như có rồi sao Ngân ơi. Sọc đen chút chị Hoa Hồng. Sọc đen nó còn bộ chị Hoa Hồng luôn. Bộ nu trên ghế là xét hại chị. Cái này hả? Trên ghế nào? À đúng rồi, cái này là bộ loe em ơi. Cái này là bộ loe đẹp lắm, lợi lết là chị lên lại cho em coi. Rồi quần có đen chị, quần đen. Thanh Xuân lấy quần size gì kèm màu, kèm size giùm em. Rồi Chinh Lê một áo đen nè. Áo hai màu đen trắng, mấy chị lấy hai cái hai màu đi trời. Bà Diễm Thúy kèm size, Diễm Thúy ơi. Áo trắng, quần trắng kèm size áo, quần nhớ kèm size cho em. Quần kẹo áo đen nè. Kèm size kèm màu. Quần trắng đen một áo đang mặc màu trắng luôn. Quỳnh Ngân nè, ok chị luôn, nhớ giùm em nha. Áo 59.000 mấy chị. Áo 59.000 luôn mọi người. Trời ơi cái chữ này là lên cho em là cái chữ lên màu vàng rất là đỉnh luôn mấy chị ơi. Hình sao là hàng y chang vậy, 59.000 áo mấy chị ơi. Thanh Xuân quần L, áo đen chị Ngọc Trương. Áo đang bận cho em là giá 59.000 nha. Lani một đen, Tuyết Xương hai áo đen trắng. Trời áo đẹp quá trời, rẻ quá trời luôn. Cảm ơn chị Sa Vi nha. Áo chữ đen chị Hoa Hồng. Chị Diễm Thúy quần L. Nana chị thấy em Nana ơi. Cherry Nghi một áo đen. Huỳnh Anh áo đen áo trắng. Nguyễn Thu Uyên em thấy chị nha. Đen 59 đó chị Ngọc Phượng. Còn bộ ống suông, chỗ ống suông này treo hết nhiêu đó rồi bà ơi. Set L nhé Ngọc. Size L ok chị Ngọc Đính. Đen chị Ngọc Phượng có rồi. Áo trắng em chúc cho chị Nguyễn Thu Uyên. Áo trắng cho bé nhỏ 59.000. Trời màu nào mặc cũng cưng hết trơn. Quần size L màu đen luôn cho Thanh Xuân. Rồi chị Dạnh Thúy một áo đen. Áo trắng áo đen em chốt cho chị Lương Trương Dương. Thùy Trang lên số điện thoại Thùy Trang ơi. Áo trắng là chị Quyên Lưu. Chị Cherry Nghiêm thêm cái áo trắng đen có rồi á. Áo hai trắng hai đen là chị Lộc Trần. Chị Ngọc Phượng áo đen có rồi. Áo đen là chị MH Võ. Áo chữ đen cho chị Thùy Trang lên số điện thoại chị ơi. Mỹ Mỹ áo đen. Áo đen cho chị Hàng Trần, Hàng Kỳ Duyên. Áo đen chị Hàng Kỳ Duyên rồi em còn áo trắng. Nguyễn Thu Uyên có rồi. Lương Trương Dương có rồi. Áo đang mặc bây giờ hiện tại em còn trắng, chị Tường Nam ơi đổi màu. An Nguyễn còn áo trắng hết đen. Chị Marie Phương Mai đổi màu giùm em. Dạ quần em đang bận là quần lưng siêu cao nha chị đẹp nha. Cái quần này cho em là có 65.000 thôi chị, chất co dạng chị. Nói chung là chị nào thích mặc cái kiểu thoải mái thì mua cái quần em đang bận đi. Áo mặc màu đen em hết luôn. Set sọc caro này là giá 100, là giá 99.000 một bộ giùm em mấy chị nha. Mỹ Mỹ hết đen. Mỹ Mỹ có đen rồi, Hàng Kỳ Duyên hình như có rồi. Áo đen em hết mấy chị ơi. Hà Tiên áo trắng. Nguyễn Tina áo trắng. Dạ áo nhìn giùm em bao nhiêu ký mà chẳng vừa bạn. Chân váy tầng nhà em 69.000 vẫn còn đủ nha mấy chết. Trời ơi chân váy tầng mà mấy chị không mua là em thấy quá tiếc luôn á mọi người. Em về có một lô đâu có nhiều hàng đâu mấy chế, không có hàng luôn mấy thiệt sự luôn đây.
chân váy tầng 40-60kg, 65kg mấy chị vẫn có thể mang vô luôn nha. Rồi ok, quần có size tình yêu, quần có size XML, quần size coi dạng mặt xuống lắm chứ ơi. Quần size nhà em coi dạng mặt là tái tê cuộc tình luôn á bà gái. Được chưa? Set sọc lên đen còn chị, set sọc đen chị mà em hồng hoa, hoa hồng em chốt chị rồi. Em chốt chị set sọc đen rồi đó, set sọc đen em còn một bộ cuối cùng là em hết rồi đó mọi người. Set sọc đen nhà em còn một bộ là em hết rồi đó nha. Rồi chị Thùy Trang một quần M, một quần hai quần trắng đen M. Còn set kia không chị, set kia là set gì? Coi caro đùi á chị, caro đùi. Caro đùi là có phải cái bộ hồi nãy không trời? Trời ơi cái bộ phối này đúng đỉnh luôn nha mấy chị, cái này là bộ loe nè mọi người. Từ từ nha, rồi bây giờ em lên em bán sale hết cho bà chế cái lô này luôn nè, nó bị bơ mấy chị ơi. Bộ loe 99.000, áo trắng quần đen, trời cái bộ này mặc dễ thương lắm, áo phơm dáng dài nha mấy chị. Áo phơm dáng dài giùm em luôn, khỏi lo luôn á. Quần. Em thấy quần là em thấy hết rồi đó. Em thấy quần em sợ hết rồi đó. Nguyễn Thu Uyên một quần trắng L nè. Cho chị hai bộ cô gái hồng xanh, số điện thoại chị Tăng Thị Thu Trinh nè. Cô gái hồng với cô gái xanh đang rất là hot luôn nha mấy chị. Cái này là sau lưng của em là bộ ống suông á mọi người. Chân váy tầng 69.000 giùm em. Rồi chị Hồng Lê số điện thoại chị ơi. Bộ le chị Di Khoa. Bộ le chị Di Khoa 99. Em khoan chút quần mọi người, mọi người khoan chút quần giùm em đi để em coi coi còn quần bao nhiêu cả nha mọi người. Em sợ hết quần. Em sợ hết quần. Chân váy tầng là chị Hồng Phạm. Rồi chị Hồng Lê số điện thoại luôn, rồi hết áo nha mấy bà. Rồi chân váy tầng đen là chị Hồng Phạm, chân váy tầng đen là chị Thi Hải. Chân váy tầng là có 69.000 thôi, 40-65kg luôn mấy chị, mặc thoải mái cho em. Mặc là nó xòe tầng y chang vậy luôn á mấy chị, đẹp lắm. Quần đùi ống rộng lên chưa chị? Quần đùi ống rộng đó chị lên rồi nè. Chị còn 2 size XM, đợi xíu chị lên lại cho. Trời ơi con đầm này mà không đẹp thì thôi luôn bà ơi, em sale có 100. Em có một cái 1139 luôn, bà nào nhanh tay thì có nha. 139 con nằm này hôm bữa em có mặc em đi chụp hình cho mấy chế coi á. Cưng lắm. 139 nằm sập Quảng Châu. Chân váy tầng không có đen chị ơi, em chỉ có lộ không có trắng, chỉ có đen thôi nha chị. Rồi Nhã Bạch Dương chân váy tầng. Bộ le 109 đúng không? Bộ le hả? Bộ le nào? Bộ le là 99.000. Chân váy tầng 40-60kg mặc vừa. Chân váy tầng nha bà, 40-60kg mặc vừa giùm em luôn, mặc thoải mái luôn mấy chế ơi. Thoải mái. Rồi em lấy và em lên áo tiếp nè, áo nhà em nhiều lắm mấy chị, áo nhiều lắm luôn á. Nay phải cố gắng lên áo cho kịp thời gian mấy chị ơi. Xét ngố mấy chị. Ngố còn một bộ nè, xe cho mấy chị luôn 69.000 ngố sọc. Áo mặc em tạm hết tình yêu, áo mặc em tạm hết. Áo mặc em tạm hết nha. Còn lên cho em coi áo, cho em chị có áo. Chị em có áo trắng không? Có rồi, Diễm Thúy như có rồi á. Chân váy tầng cho Trang Thảo My ok. Còn le đen không chị? Hết rồi bé ơi. Hết rồi bà. Em còn cái bộ le này 105.000 nè. Em còn bộ le này 105.000 nữa bà. Đó, bộ le cho em luôn. 40-60kg mấy chị ơi. Mặc thoải mái luôn nha mọi người. Bộ le 105.000. Body cho chị Phạm Thị Kim Học, Kim Đồng. Body Quảng Châu em quăng qua đó cho ta. Trời ơi, hai cái áo bông mấy chị ơi. Quần 65. Hai cái áo bông cho em mấy chị đẹp nè. Đây. Bông hồng với lại bông trắng. Con này là hàng vải xốp đó mấy chị, vải đẹp lắm. Đây nè. Rồi em đợi cho mấy chị luôn 65.000 con áo bông nha. 65 trắng, 65 hồng, hàng bơm về em sale rất là rẻ cho mọi người luôn á. Bộ loe 109 cho chị Hồng Hoa Hồng. Bộ loe 105 chứ. Mấy chị ơi, mấy chị mua hàng sale mấy chị nhớ kèm cái giá cho mình em, cảm ơn mấy chị nha. Ngố sập cho Kim Yến Nguyễn. Áo rồi chuẩn bị lên tiếp rồi bà ơi. Chị Linh em này không có vừa đâu chị ơi, mất công chốt chị. Mỹ Mỹ áo bông trắng nè. Còn một cái bông hồng. Còn một cái bông hồng á chị. Body xấu, em quăng qua chưa? Em còn một cái bông hồng nha mọi người, bông hồng 59.000 hả? 65.000 bông hồng, còn đúng một con. Body 139. Rồi áo đã mặc em hết nha mấy chị ơi. Cái nào mà sale lên giá bò em coi là bấn loạn nha mấy bà. Tâm thần phân liệt mấy bà. Lên tiếp cho em một con bu hít ôm mọi người.
Bông trắng 65 ngàn. Chị ơi, lên cái họ lộn lên cái giá chị, để mất công chốt giá tầm 7 tầm 8 chị dặn em á. Trời ơi, con áo này tôi không cần túi luôn. Trời ơi trời. Con này có mút ngực nha bà con. Mà đẹp lắm ấy chị. Trời đất ơi. Sao nó văng dữ dội vậy? Đây. Form là dáng dài, form là dáng lận cho em ấy chị, dáng lở nha, không phải là dài mà kiểu không phải kiểu dài mà dài dài lắm đâu mấy chị, cũng không phải là ngắn mà ngắn ngủn đâu ha. Form vừa có thể để đóng thùng được và có thể mặc phủ quần được mấy chị. Vừa phải thôi nha mấy chứ. Rồi ok, body một giả vừa chứ chị ơi. Lên tiếp cho em một con áo luôn, lấy set 105 cho chị Ngọc Đính, 105 cho chị Y Thành Thu. Hồng 65 ngàn là áo bông cho chị Thu Quỳnh. Hồng 65 cho chị Thu Quỳnh. Hai bộ loe. Còn ba lỗ, còn ba lỗ bà đợi em tí. Set ngố có chốt cho chị không vậy? Vina Châu Pha em hết rồi chị ơi. Bông hồng em hết luôn, một bộ loe chị Vũ Hằng. Quần đang bận có chị, mà đợi chị đợi em tí nha. Để em coi coi quần nhà em nó còn bao nhiêu cái chị ơi. Ờ biết sao em cái quần em đang nó lu bu mấy chị. Cái quần đang lu bu một tí ha. Mấy chị đợi em tí nha, để em lên cho bà chế chung với cái chân váy em đang mặc đi. Nè, chung với lại chân váy tầng cho mọi người xem nè, dễ thương quá. Hả? Bộ le là 105 nghìn nha mấy chị. Đúng rồi chị Vũ Hằng. Trời ơi nè, em nói với chị luôn nè mấy chị không? Mặc vô không có lộ luôn á chị, dễ thương lắm. Rồi áo em đang mặc mấy chị ơi, giá bao nhiêu mấy chị? Ôi bây giờ quên báo giá luôn nè. Con này là con bu rip luôn. Mà đợt này làm có mút ngọt nữa. Trời ơi quá xịn luôn, 69 ngàn như bình thường mấy chị ơi. Set caro có khoác lên chưa chị? Set caro có khoác lên rồi, hết mất tiêu. Cho em coi màu nâu dưới ghế. Chả nào vậy? Ê mày coi dưới ghế khúc nào vậy? À là cái bộ loe hả gái? Đây nè em. Bộ loe là 109, 105 nghìn, tuyết heo. Rồi em lên con áo cho mấy chị luôn, 69 ngàn một áo mấy chị. Rẻ dữ lắm, rẻ luôn mọi người ơi. 69 ngàn cho em nha, lên màu về mê. Em mới thiệt bản màu đợt này về mê lắm. Bản màu ở đây xuất sắc luôn mà. Đang mặc chốt em liền màu cam, màu xanh, trụi xanh đậu ngọt không. Có mút ngực bên trong mấy chị ơi, xoắn cái ngực nè. Con này mấy chị về khỏi mặc áo ngực cũng được mà mặc cũng được mấy chị. Nói chung là nó có cúc ngực bên trong rồi, mặc đã lắm mấy chị ơi nè. Đó, màu đen cho em nè, khỏi nói luôn. Rồi màu vàng với lại màu trắng luôn. 69 ngàn một áo giùm em thôi nha mọi người nha. 69 ngàn, lại đẹp lắm mấy chị. Hàng này là hàng bu rip cho em mấy chị. Mấy bữa em bán có con bu rip mà in chữ thôi đã 69 ngàn rồi mọi người. Con này là hàng bu rip có mút ngực luôn. Em để cho mấy chị vẫn là 69 ngàn. Vẫn là 69 ngàn nha mọi người nha. Vẫn là 69 ngàn giùm em luôn. Màu vàng đẹp lắm nè. Trời ơi, 69 ngàn một áo thôi nha mấy chị, màu nè. Thấy không? Xanh, trắng, đen, vàng. Rồi 69 ngàn. Lên màu 40-58kg. Mặc thoải mái giùm em. Hàng bu rip là 40-58kg mấy chị ơi. Ti tuổi một áo cam nè. Lên cho em liền màu kèm số điện thoại có đơn nha mọi người nha. 69 ngàn mấy chị ơi. Lên áo len kẻ xếp, kẻ trắng, kẻ đỏ. Lên xếp len áo kẻ trắng, kẻ đỏ. À rồi. Ủa phải không ta? Bộ đùi phải không bà? À rồi, biết rồi, Quỳnh hẹt Quỳnh kẹo, em biết cái mã đó rồi, đợi em tí xíu em lên liền cho. Áo cam cho Hồng Phạm có rồi, ti tuổi có rồi. Ủa Hồng Phạm quăng cam cho tời. Hồng Phạm cam nè, em biết cái mẫu đó rồi, đợi em tí. Anh Hoàng áo đen, hoa xuyến chi một cam. Kéo ra. Hoa xuyến chi một cam, Bảo Trâm Nguyễn một trắng. Áo đủ cho chị Trần Huệ. Ê con này có nâu nữa nha mấy bà ơi, con này có nâu nữa nè mấy bà, quên nữa nè. Sót màu mấy bà ơi, sót màu. Có màu nu nữa nha, có màu nu nữa. Vít kêu hình một cam. Đây có nu nữa mấy chị. Vít kêu hình một cam có luôn nè. Có luôn, Linh xe vàng áo cam. Rồi hoa xuyến chi có, Bảo Trâm Nguyễn màu trắng quá chưa ta. Bích Trâm một đen đủ màu luôn nha mấy chị ơi, màu nào cũng xinh đó. Nhung Phạm màu cam.
Lá bận vàng cho coi vàng đẹp quá chị ơi. Vàng với lại xanh đậu quá, nó ngọt quá chứ. Ủa lộn. Ngọc xương áo xanh đen hai màu. Lê Tuyền một đen một trắng. Ngọc xương nhiều rồi nha. Ngọc xương, ủa Ngọc xương nhiều rồi. Xương ơi, có gì cọc giúp chị nha. Hoàng Anh bơm hàng muốn mua hàng cọc lại giùm em. Mỹ Hương áo cam đen cam cho chị Vi Khánh Vi. Vi Khánh Vi. Rồi lên áo ba lỗ luôn đi chị. Dạ rồi, đợi em tí xíu chị ơi. Ngọc xương mua hàng nhà mình rồi mà. Rồi ok, chị Hoàng Anh này bơm hàng rồi chị ơi. Muốn mua hàng cọc lại giùm em nha chị ơi. Rồi 69.000 nè mấy chứ. 69.000 một con áo giùm em thôi nha mọi người nha. Về về kèm với lại cái quần, gọi là cái quần, cái chân vải nữa là xuất sắc luôn. Chân vải là 69.000 một cái chân vải nha mọi người nha. Bên trong em đang mặc một cái quần nữa đó mấy chị, mà không hề bị lộ luôn. Cái quần bên trong của em là có lót nè mấy chị thấy không? Chân vải nhà em bên trong nó có lót nha mấy chị. Nên là mấy chị khỏi lo ha. Rồi, còn lam nu không? Còn chị, lam còn nha. Áo sơ mi lên rồi, bảo Trâm Nguyễn ơi vô trẻ quá luôn á. Rồi quần đợi em xíu mấy chị ơi, quần đợi em tí nha mấy chị. Nói nghe nè, trong cái dây cái quá trình mà mấy chị đợi quần á, em sẽ lên quần xòe cho mọi người nha. Cái quần xòe thì nó mắc hơn chút, tại vì cái này là chất zin. Cái này chất zin nha. Đợi em xíu em phân cái quần này ra cái đã. Cái quần này 65.000 rồi, để em phân ra cái đã. Đây là kaki zin nên là lên là nó rẻ. Còn này là hàng zin zin chuẩn luôn. Zin thì em sẽ có hai màu. Đây, con zin này thì em sẽ có hai màu. Cái này là phơm quần xòe đó mấy chị nè. Đây mấy chị nè, nó giống như là cái dẹp như là quần váy vậy đó mấy chị ha. Mấy chị em mình thích lật la thì thích, không thích thì thôi. Cái quần này em bán có 95.000 thôi nha mấy chị. Có size SML dùm em luôn. Được chưa? Có size SML dùm em nha mọi người. Chân váy 69 cho chị Đình Vi. Còn lam cho chị Trầm Hương Luly. Em chị cho chị bộ lam, lam nâu. Thì chân váy đúng không? Chân váy đây, rồi. Xếp đằng sau nè, cái cô gái này là 95, cô gái hồng, cô gái xanh 95.000 một bộ giùm em. Cái này là con gấu, con gấu là 99.000. Rồi cái con ếch này thì giá là 89.000 con ếch. Đó, mọi thứ nó còn giá mấy chứ ơi. Em mới vô, ủa lộn Ngọc Sương lộn mấy ơi, chị lộn Ngọc Sương mấy ơi. Đây, bộ áo em đang bận, em hiện tại em đang còn như này màu nè mấy chị. Cam em còn có một con là em hết rồi. À lấy cam chút cam, quần này nhà em có hai size, có hai màu, trắng đen và hai và ba size SML nha. Đó, xếp gấu cho Ngọc Nguyễn luôn. Chân vải cho chị Bảo, Bảo Đại Trinh. Bảo Đại Trinh quần xếp caro, rồi xếp caro còn một bộ hết luôn. Bộ hồng treo mới vô lên bà ơi. Chân vải 28 kg không. Ồ vừa chị Yến Linh. Nói chung là mặt nó là như vậy luôn, nhưng mà bé của chị là nó cao bao mét bao nhiêu. Nó phải cao mét bao nhiêu nha. Ví dụ như bé nhà chị mà nó học, ví dụ như là đi học lớp lớp 1, lớp 2 rồi á thì mặc được nha. Nếu mặc lớp 1, lớp 2 rồi mặc được, nó sẽ là dạng như là chân váy tầng mà nó dài luôn nha. Còn nếu như bé mà mới dưới học ở lộn 28 kg mà nó vừa nó, nói chung là phải cho cái chiều cao bao nhiêu để mất công nó dài quá lại mặc không đẹp, hiểu không? Ví dụ như đi học mà cấp 1 rồi kiểu như lớp 2, lớp 3 gì đó thì ok. Rồi ok, gái yêu nè, Hồng Phạm lấy quần đen anh L. Quần nhà em có size mọi người ơi. Quần nhà em có size SML nha mấy bạn. Cái kéo lạc trôi khúc nào đó rồi. Quần L chị Hồng Phạm, áo 69 màu xanh cho thị nở luôn. Áo 9 màu xanh cho thị nở nè. Bỏ cho Ngọc Nguyễn. Bỏ cho Ngọc Nguyễn nè. 89.000 ớt. Rồi bà đợi em tí đi. Quần quần này không có coi dạng nhưng mà phơm của nó phơm rộng chị ơi, mặc đã lắm chị. Châu Pha cô gái hồng, cô gái xanh. Rồi bộ đằng sau bao nhiêu tiền? Có tùy giá tùy mẫu chị ơi. Áo trắng đó chị Nguyễn Hạnh thì áo này dễ mang dễ bận quá trời, có màu nâu đẹp quá trời mấy chị ơi. Quần S đang bận cho chị Thu Trang. Quần nhà em 3 size SML nha mọi người nha, quần đẹp lắm mấy chị, thiệt sự luôn á. Quần đẹp dễ mang luôn á, cái này là phơm xòe, lâu 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 mới có hàng phơm xòe mấy chị ơi. Vậy được á chị, nó cao vậy nó mặc được á chị ơi. Em sợ nó lùn thôi chứ nó cao vậy nó mặc ok. Quần L trắng Ngọc Sương, màu trắng mặc sang mấy chị. Em nói thiệt luôn, không có cái gì mà đẹp bằng quần mà mặc lên màu trắng hết trơn á trời ơi. Quần có hai màu trắng đen chị yêu ơi.
Quần trắng hồng hồng à, quần trắng xòe đúng không chị? 48 kg cho mặc S đi chị. Chị cao mét nhiêu vậy? Thôi mặc S được rồi. Tại vì phong quần này nó to á. Rồi ok luôn, lấy em cái chân váy đen cho Yến Linh. Quần dạp 95.000 cái quần chị ơi. 95.000 cái quần giùm em nha. Ngọc Sương thêm đen S, thêm đen L. Không có gì mặc mà đẹp bằng cái quần quần màu trắng hết trơn á, mặc vừa sang vừa sạch vừa đẹp nữa. Mặc cái quần màu trắng lên cả đẹp thiệt chứ mấy bà chế luôn, là đẳng cấp khác liền luôn mọi người thiệt. Quần trắng 58 kg cho chị Nguyễn Hạnh. 58 kg cho mặc L đi chị, tại phong quần này nó to lắm chị ơi. Cái gì? Yến Linh comment cái gì? Nhung Ngọc M, quần M chị Trang Sang. Lấy M lấy màu trắng đúng không chị? Không comment màu em chốt trắng nha. Em chốt bộ gấu 99. Hết luôn rồi, hết gấu 99 rồi. Hết caro 99 rồi. Nhung Ngọc số điện thoại rồi, set cánh tiên quần xếp ly lên chua chua bà ơi, chua được lên bộ đó luôn á. Rồi. Xem lại quần đen. Xem lại quần đen loe đi. Không có quần đen loe à. Quần này là quần là dạng như là kiểu như là quần xòe em ơi. Quần này là quần đuôi xòe nha. Chị Kim Lai Nguyễn, chị lấy anh L sai gì chị? Chị Kiều Trang lấy anh L trắng xuống thoại chị Kiều Trang ơi. L trắng chị Kiều Trang, áo đang mặc có mút ngực bên trong. Áo đang bận mà mấy chị em mình về, mấy chị em mình mặc chung với lại quần quần jean đó là xuất sắc luôn. Trắng là chị Kim Lai Nguyễn nè. Kim Lai Nguyễn là quần L trắng 95 đúng không? M nè. L nè, ok luôn. Một áo đen cho chị Tô Ánh Nguyệt xuống thoại. Ủa có rồi hả? Rồi ok bà đợi em tí nha bà ơi, đợi em tí nè. Em lên lại số điện thoại cho những chị. Ơ lộn, em lên lại màu cho những chị đẹp mình vào sau mấy chị ơi. Rồi chị Trang Sang có rồi. Quần trắng 65k hẻ cân. Quần hồi nãy là 65.000 chị, còn quần này dùm em là dán xòe 95 nha chị nha. Cái chất này chất zin nha chị. Đang bận chốt em liền màu cam nha mấy bà chế nha. Một nhiêu tiền vậy ta? 69.000 một áo thôi nha mấy chị. Con này về mặc chung quần jean là bao đẹp luôn, quần jean dài với chị bao đỉnh luôn á. Mặc dễ thương lắm. Kiều Trang quần lên xuống thoại giùm em. Áo em có màu xanh bơ, xanh đậu nè. Em có màu đen nè mấy chị, mà em có màu trắng nha. Đây áo giùm em luôn, rất là mê luôn. Tôi thì anh tiếc một áo đen rồi. Áo em còn ít là em hết luôn, 69.000. Trắng đen lời cho chị Cherry Ngọc. Biết còn L không nè. Rồi quần trắng em hết L rồi. Đâu? Ok. Trời ơi. Chị Diệu Phan. Chị Diệu Phan đi đơn chưa, coi lại em coi. Diệu Phan đi đơn rồi đúng không? Áo đen là chị Ánh Ngọc Anh. Ngày 4 tháng 8 đi đơn rồi đúng không hay là chưa đi? Chị này thấy báo chưa cọc nè. Hả? Cam vàng đen. Cam đang bận nè. Vàng nè. Đen nè. Ok Diệu Phan, áo đen chị Ngọc Anh có rồi. Rồi. Eo 63 chị mặc M là được. Lâm Vũ cao mét nhiêu vậy? L 63 hả? L 63 là bà mặc S thôi, S hay M? S là được rồi. Ủa không ta? Đúng rồi, S 63 là mặc S là được rồi gái ơi. Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh xanh vàng trắng, có xanh có vàng nè. Rồi có trắng luôn nè, áo 69.000 mấy chị ơi. Dạ rồi. Không có vừa đồ nha em đâu chị Linh em ơi. Trờ B Ngọc một áo xanh nè. Set S là 89.000 bà ơi, áo xanh cho chị Hà Tiên, áo xanh ngọt quá trời luôn. Màu nu sang quá trời, sao bữa nay bị ế màu nu ta. Chờ B Ngọc lấy màu nu. Chờ B Ngọc chốt quần trắng 65.000 cho em hết size. Em không biết còn màu size gì chị đợi em tí. Cái quần trắng 65.000 là phải đợi em rồi. Để em phân size mới được. Thu hình màu vàng. Thu hình áo vàng ok. Áo cam em hết rồi nha mấy bà. Áo cam em hết rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ em sẽ lên cho mọi người con áo nu nha. Rồi áo nu, áo xanh với lại áo vàng giùm em luôn. Có 69.000 một áo rồi mấy chị ơi. Mấy cái này vải đẹp quá trời đẹp mấy chị. Rồi xong con này em sẽ lên cho mấy bà chế. Tiếp một cái con bộ quần đùi phơm rộng đúng không? Cánh tiên về rồi nè mấy chị. Em sẽ lên cho bà chế hai mã đùi ha.
cái bộ caro là em hết rồi mọi người, nhưng mà em còn cho mọi người cái gì ta, bộ bộ quần bộ phơm rộng tay ngắn đẹp lắm, khoác cả bà khoác đợi em xíu rồi. Và anh chị Thu Huỳnh có luôn, lấy em thêm một set S cho Tô Thị Ánh Tuyết, ớt cho Tô Thị Ánh Tuyết luôn, con ớt với lại cô gái cho chị Kim Ly, con ớt cô gái chị lấy màu gì, cô gái hồng, cô gái hồng chị Kim Ly rồi, ok luôn. Rồi bây giờ hiện tại còn hai cô gái cuối cùng là hết mấy chị ơi. Họ ném kia một xào luôn mọi người, mà hết sạch luôn rồi mấy chị. Áo đang mặc 69.000, em quần em còn đủ size SML tình yêu. Mặc quần đẹp lắm mấy chị thấy không? Con này nó có mút ngực, mấy chị mặc lên là trời, nó nâng cái phần ngực mấy chị lên, trời ơi nó đầy đặn. Em mặc size S nè mấy chị thấy không? Mà cái form nó còn rộng luôn, nên là cái form quần này mặc sướng lắm mấy chị, thiệt sự luôn á. Quần mà lên màu trắng là mặc đã luôn mấy chị ơi. Rồi, cô gái xanh gì? Cô gái xanh hả chị? Chốt cho Nguyễn Trinh xuyên thoại giùm em. Quần đen size 55kg chị Yuki đặng size L. 55kg chị cao cho mấy xấu không? Rồi hết size 55kg rồi. Quần đen giờ em còn SM không à? Quần bây giờ còn SM không à khách ơi? Em trẻ không muốn nhập quần luôn mọi người, thiệt luôn á, buồn. Thiệt luôn mấy buồn, thiệt nhập quần buồn quá à. Trời ơi, bán quần gì đâu mà thiệt luôn á, SS hoài, đau lòng quá à, thiệt. Trời ơi, sơ mi 85 em hết rồi chị ơi, rồi giờ lên nè mấy bà ơi. Áo dưới rút ngực lên chưa dậy, trời chưa lên được luôn á trời, Nguyễn Trang quần S có luôn nè. Em phải đổi kiểu thôi mấy bạn, ngồi mấy bà đợi em mới đổi quần ngủ được kìa. L chẳng 63kg hết rồi, không có vừa chị ơi, quần, cái bộ loe này còn xét, ai lấy xét chút xét. Áo khoác này còn như này màu là hết nè. Mấy chị em mình tập trung nè. Khoác giùm em size khoác trắng nè. Khoác này 69.000 cái mấy chị ơi, 69.000 mấy chị, trời bán áo khoác có 69.000 bằng cái con áo đang bận luôn. Về nhà mặc ủ kem chơi chơi cũng được đó mấy chị. Mà áo dày nha mấy bà, áo dày nha. Rồi màu xanh luôn. Màu xám nè. Màu xám nè. Rồi cái này mấy chị chốt cho em là màu tím nè. Đó, rẻ chưa, 69.000. Khoan, cái bộ lam, ai hỏi bộ lam màu nâu cho chị nào chưa? Bộ lam màu nâu chị nào cho? Đợi em xíu khui bơm tiếp nè. Xếp lê nâu quá hả? Trời ơi, chị mới quăng qua luôn cục vàng thôi. Mày làm ơn mày lấy luôn mình chị được không trời? 55kg chắc L hồi hết L rồi. Áo 62kg không vừa chị ơi, 58kg giùm em thôi. Đây mấy chị 58kg nè, mặc đẹp lắm. 55-57kg chứ vải đã lắm. Hai tầng luôn, rất là xinh. Áo đó mặc còn nha, Ái Như còn. Đây. Trời ơi, có 129.000 bộ lam mấy chị, mà nó đẹp giả man mọi người. Lam 129, quần đang mặc 95.000 bả Như. Quần đang mặc 95.000 Ái Như ơi. Áo khoác đen xám hai màu cho Yuki đặng. Bộ lam mà nãy chị nào chưa có vô liền. Trời ơi, 129.000 bộ lam, 58 cái trở lại mặc vừa. Set sơ mi chị ơi, em đợi chút nữa. Rồi rồi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Trần Oanh ok. Áo đang mặc có 3 màu, nâu vàng xanh. Áo đang mặc có 3 màu nâu vàng xanh bà ơi. Khoác đen cho Thanh Thanh số điện thoại cô gái. Lam đủ màu chị Trần Oanh. Bộ lam 129.000 nha mấy bà. Bộ lam 129.000 đẹp lắm. Em nói thiệt, cái tay này nó phối von nè, nó mát lắm mọi người, mà nó có hai lớp luôn, đẹp dã man luôn á, có hai màu rồi chị. Chờ B Ngọc lấy lam nâu nè, chờ B Ngọc lấy lam nâu nè, Hồng Loan lấy lam xanh nè. Mắc cười quá trời, bảo là đợi từ sáng giờ biết sao không, hàng nó nhiều quá. Quần sọt màu đen hả, bán quần SM buồn quá mấy chị ơi, đau lòng quá thiệt. Hết lô này chắc không dám về quần luôn á mọi người. Chị Diệu Phan lam nâu nè, 129 bộ lam chị ơi. Tuyết Ngân Nguyễn lam nâu nè, áo đang mặc 69.000 cái ơi. Nguyễn Thị Thu Thảo lam nâu nè. Rồi áo chị áo đang bận chốt cho chị Bảo Trâm Nguyễn nè.
4 bộ chị Trần Anh là còn được một màu nữa nè. Làm nào em hết rồi bà Thanh Thảo. Trời ơi cái màu riêu nó chấn động vậy mà không chốt. Rồi đua nhau thấy bà này chốt lam nâu, bà kia cũng lật đật lấy lam nâu liền. Trong cái đó cái màu xanh riêu của em nó tuyệt vời luôn. Khách khách sĩ á, không có bán lam mà phải lấy một bộ riêu về bận luôn. Rồi không chốt riêu. Chân váy đen ở chị Vân Thảo. Rồi chị Giang Sarina lấy áo đang bận lên số điện thoại giùm em. Chị Vân Thảo có số điện thoại rồi. Nguyễn Thị Thu Thảo lên số điện thoại luôn. Lam xanh chúc cho Trà My. Phạm Minh Thư hết lam xanh rồi. Lam nâu em hết rồi bà ơi, còn bộ lam cuối cùng lam xanh. Lam xanh chúc cho Nguyễn Hạnh. Chị ơi còn đầm cầu, hết đầm cầu vòng bé ơi. Thanh Thanh lấy cái gì vậy trời ơi trời. Có thể nào cầm mẫu, mẫu với lại hàng trên cùng một dòng giùm em được không? Khoác đen. Khoác đen nè. Thanh Thanh, lam nu hết. Bà nào lấy áo vậy trời. Giang Surina số điện thoại giùm em luôn. Rồi lên màu lại áo lại lần nữa là hết nè. Áo ba màu giùm em luôn. Chị Văn Thảo chân váy đen. Chân váy là 69 ngàn mấy chị ơi. Rồi áo giùm em nha. Áo áo vàng, áo xanh và áo đang mận. Lam nu em hết rồi Phạm Minh Thư ơi. Em hết cái đầm cầu vòng rồi. Em chỉ còn đầm con thỏ được không? Đầm con thỏ để mấy chị luôn nằm 139 ngàn. Bà nào mua hôm nay là vô mảnh luôn tại em bị bơm về, em hết hàng luôn rồi đó. Con thỏ luôn. 139 hả? 139 con thỏ. Cái đầm này em sale 100 ngàn nè mấy chị. Mua đi mấy chị ơi, đầm này đẹp lắm mấy chị. Mặc đi tiệc tùng là bao sang chảnh luôn. 100. Đầm rút eo 100 nha. Đầm này đẹp cực kỳ. Xét sơ mi ngố em hết hàng rồi chị ơi. Đầm thỏ cho Di Kha, cho chị Di Khoa. Áo vàng chân váy đen cho chị Quỳnh Trang, chân váy đen tần đẹp lắm mấy chị thiệt. Lấy nguyên combo chân váy với áo đi mặc cho nó sịn. Áo bận màu xanh nè. Áo dây bông còn không chị? Áo dây bông hả? Áo dây bông còn màu đen bé ơi. 75 ngàn bé yêu. Rồi cái đầm này sale với chị luôn 99 ngàn. Cái đầm này đẹp lắm. Cái đầm này đẹp dã man luôn á. Chị Nguyễn Trinh ơi, phải có số điện thoại mới có đơn được chị ơi. Chị lên áo len kẻ. Bây giờ chị lên bộ kẻ. Chị lên bộ kẻ trước nha. Cái áo len kẻ giờ chị không biết nó nằm ở đâu luôn rồi bé yêu ơi nè. Đầm nè, đầm 2 dây này 99 ngàn mặt đã lắm mấy chị ơi. Có lót quần trong, có dây kéo sau lưng luôn, hơi bị phê. Hàng 3 món em nhận được rồi, vải bao êm, cảm ơn bà gái nha. Trời ơi, vậy là nghe vậy thôi là phải rồi đó. Giang Sarina là lấy một áo vàng với một áo xanh là hai cái đúng không chị? Chị Giang Sarina ok giùm em cái nha chị ơi. Một dây bông đen chúc cho Nguyễn Trang. Dây bông đen chúc cho Nguyễn Trang. Áo nu cho chị Hồng Loan đang bận. Đầm 99 cho chị Quỳnh Trang. Chị ơi còn bộ xếp ly mà dây rút trước ngực không? Chị còn, chị chưa có lên luôn á. Cái bộ này có 55 ngàn thôi à mấy bà ơi. Tặng luôn đó. Tặng 55 ngàn bộ caro. Tặng 55 ngàn bộ caro. Chân váy có lót không chị? Có lót chứ em. Không có lót vào tới không kiện à. Trời ơi không có lót này tao không phải tao bận. Tao bán đồ mà cho mấy bà bình thường đâu. Tao mấy bà bán đồ cho mấy đứa mà dạng như nó đi dãy đầm mấy bà ơi. Mấy đứa có lắc đít gì không đấy bà. Tưng đồ đó. Trời ơi nghĩ sao mà cái này không có lót. Cái này mà không có lót là em sẽ nói đây là chân váy ngủ. Chân váy ngủ sexy mọi người. Chứ không thể nào mà nói chân váy đi chơi được cái đó. Nha chân váy này đẹp lắm. Trời ơi nghĩ sao có chân váy ngắn ngủn vậy mà không làm lót trong chắc chết. Mấy má bán ai mua. Bán ai mua ấy bà. Bộ xanh phía sau chị Hồng Loan. Caro 55 ngàn cho bà nào nhanh tay lẹ chân vậy. À, Tuyết Linh Sido quá nhanh luôn. Tuyết Linh Sido quá nhanh luôn. Rồi bộ 55 hết luôn. Bộ phía sau là 95 ngàn. Cô gái nè 95 ngàn. Trời ta không kịp bận lên mà ta không còn bộ. Ta đặt đài hàng ta bán đó bay. Rồi áo lưới mấy chị ơi. Áo lưới nè 79 ngàn nè. Áo này là tính đi. Hở nhưng mà không hở. Kính nhưng mà không kính nha má. Rồi ok chưa? Chân váy tầng dồn của chị Hoa Xuyến Chi. Tầng chúc chị Hồng Lê. Caro hết rồi. Một tầng đâu rồi? Rồi xem quần đùi đen đi chị. Đang bận nè cưng. Đang bận mà nó màu đen thôi bà. Bà tưởng tượng ra nó là màu đen đi. Nó chơi đẹp xíu nha. Đầm thỏ em hết rồi. Áo lưới cho chị Hồng Loan. Xét cô gái xanh cho chị Hana.
áo lưới 79.000, áo lưới 79.000. Rồi, áo đang bận còn 2 màu, 3 màu gì mấy chị ơi, chưa có chốt nha. Rồi mấy chị ơi, em lên cho mọi người cái gì? Cái bộ đùi đúng không? Rồi đây bộ đùi nè, cái bộ đùi này đẹp nha mấy chị. Nó mất tiêu rồi. Rồi đợi em tí đây mấy bà ơi, mấy bà nào mà mua dập ly á, dập ly rút á, đợi chút nha. Dập ly rút về rồi mà đợi giùm em chút. Giờ đêm khuya mà lên đồ đẹp như vậy rồi ai mà chịu nổi không biết nữa. Sao có một cục vậy? Còn không? Ủa có một cục vậy hả? Trời ơi má ơi. Trời ơi, tao nói tao biết cái bộ này nó hot dữ vậy mấy má. Ủa còn không trời, khoan đợi chút nha mấy bà, đẹp lắm á. Trời ơi, cái bộ này đúng đỉnh luôn mà nó rẻ, rẻ xình luôn á mọi người nè. Trời ơi. Cái vải nè, quá trời luôn mọi người ơi, đẹp lắm mấy chị. Nè, thấy không? Ủa cái form này đúng xinh luôn nha bà ơi, có hai màu nè. Màu hồng với lại màu đen, nói chung là y hình luôn á. Bộ này vải đẹp dã man luôn á. Đây. Mấy chị đợi em tí nha, em sẽ lên cho mấy chị cái bộ đùi này, xong em lên một con mã đùi chi ân nữa. Nhớ nha, phải săn, phải ngồi săn bộ mã đùi chi ân. Mã đùi chi ân em nói thiệt mấy chị luôn rẻ lắm, đợi em tí cái bộ này để em coi giá nha mấy chị. Em chưa có biết giá. Trời ơi. 89.000 mọi người, trời ơi trời, em không tin luôn á mấy má ơi, coi cái vải nè. Quá trời luôn mấy chị ơi. Trời ơi coi nè. Trời ơi trời, dễ thương dễ sợ luôn. Cái hình cưng lắm nha bà, hình gấu nha. Đùi gấu cho em luôn, hai màu sọc, sọc hồng với lại sọc đen. Ôi có 89.000 bộ đùi vậy, dễ thương dễ sợ chưa. In full hết toàn bộ cho em luôn nha mọi người, in full nha. Rồi Hana có rồi, chân vải cho Yến Yuki rồi. Áo mặc đủ màu cho chị Mai Võ. Chị Mai Võ áo mặc đủ màu, giờ còn có 3 nha chị Mai Võ ơi. Áo đang bận còn 3 màu nha chị. Quần đùi, quần đùi L hết rồi bà Hồng Loan ơi. Bộ đùi giờ em lên nè, sọc đen sọc trắng 89.000 bộ mấy chị ơi. 40-60kg mấy chị, mặc đúng đã luôn. 40-60kg, 65kg cũng còn vừa luôn, bộ này mặc bao phê mấy chị luôn. Nói chung á là bà nào mà đã nhận được cái bộ gấu á, bộ ngố gấu của nhà em về rồi á mọi người, bộ ngấu gấu mà. Gấu dâu á mấy chị nhớ không? Cái vải sao, cái vải này y chang vậy, về mặc rất là phê. Cái bộ ngố gấu dâu nhà em mặc rất là phê luôn. Cái bộ này 89.000 em thề với bà chị luôn là quá mê luôn mấy chị ơi. Nha, 40-60kg mặc dừa giùm em luôn, có 89.000 em được đây được ít lắm. Rồi chị Linh, Tuyền Linh, Tuyền Linh Sido nè. Sọc đen 89.000. Đăng Khô lấy hai bộ hai màu. Gấu đen 89 chị Trinh Lê. Trang Thảo My hai bộ. Cô gái xanh cho Ngọc Trâm. Cô gái xanh cho Ngọc Trâm. Trương Ái Nữ một đen một hồng. Trương Ái Nữ một đen một hồng. Đùi đen chị Châu Tùng. Đùi đen cho An Ngọc Nguyễn. Thêm đen cho Đăng Khôi. Chờ nãy giờ. Hồng Loan lấy sọc đen. Quần chị đang mặc là 89.000. Quần Xuân Nâu lên Chu Trang. Dạ Chu lên quần Xuân Nâu chị. Quần Xuân Nâu Chu lên kìa. Còn nằm bên kia nữa kìa. 89 hai màu giùm em luôn. Ngọc Lai Nguyễn màu sọc đen. Rồi hết luôn. Rồi còn sọc sọc hồng. Ngọc Lai Nguyễn có đen rồi nha. Rồi còn hồng. Hết hàng. Trời ơi mặc dễ thương gì đâu mấy chị ơi, cưng lắm mọi người. Trời ơi coi nè cái vải của nó mới thiệt luôn. Để mặc sáng lên chút xíu cho mấy chị coi rõ hình nha. Nè. Trời ơi cái hình này mấy chị nhìn nè mấy chị, hơi bị mê luôn mấy bà ơi, cưng lắm. Nè màu hồng cho em luôn, 89.000 còn màu hồng thôi mấy chị ơi. Yến Kim Yến Nguyễn sọc hồng có nè, hết sọc đen rồi. Hết sọc đen rồi bà ơi. Bộ xanh sau lưng là bộ ống suông nha. Bộ ống suông, suông cô gái xanh và cô gái hồng giùm em luôn. 95.000 bộ suông đó mấy chị. Rồi cho em coi bộ rồi, ok la luôn. 40-60kg mặc dừa giùm em. Dây hồng đen bao nhiêu vậy chị? Dây hồng đen bao nhiêu cả vậy chị? Là cái nào ta? Dây hồng đen là cái gì ta? Cái bộ sọc này là 89.000 nè em. Còn dây là cái gì em? Hồng Loan lấy sọc, còn này là suông giùm chị nè. Suông là đã nhiêu quên mất tiêu rồi. Suông là gặn dặn giá 95.000. Cái bộ bông hồi nãy 65.000 còn cái mấy chị ơi. Áo bông này là áo bông bị bơm về sale rẻ mấy chị, 65.000 nè. Dây bông đen. Dây bông đen cho Nga Lila còn không? Bên đó bông đen còn bảo.
Rồi ok, chị Na đi la luôn rồi là hết bông luôn đó mọi người. Chính thức hết bông luôn. Quần đang mặc 55kg hả chị, hết size giờ còn S với M, không mà S dễ sợ. Rồi bộ quần đùi nha. Bộ quần đùi em còn sọc hồng chị em mình ơi. Rồi em qua nhanh nha mấy chị. Đây nè, rồi em lên tiếp cho mấy chị bộ sọc đùi nữa nha. Giá rất là mềm luôn. Em bán chi ân nè. Chị em nào lấy caro rồi đợi em xíu. Đầm body nữa. Trời ơi, quà xịn luôn. Cái set caro của mấy chị nó đợi nãy giờ. Cái set sơ mi. Bé ơi, bé con set sơ mi cái đợi chị xíu luôn nha. Chị lên cái này xong chị lên tới em rồi đó. Tới em rồi đó bé ơi. Cái bộ sơ mi nó giá hơi cao. Nhưng mà tiền nào của nó. Mê lắm. Hàng nhà em mà gọi là mua cái nào mà 150.000 thì thôi chứ. Ôi giời ơi mấy bạn. Áo bông, áo dây bông còn cả cho chị Hồng Loan luôn. Dây bông đen em hết rồi. Quần mặc 55kg vừa rồi bác ơi. Nói thiệt nha. Cái vải mà mua về giặt nước xù lông trả lại liền. Đừng nói gì nhiều đó. Đừng nói gì nhiều đó. Nhận về mà nói Trang ơi bộ đồ này chị mặc giặt xù lông mà trả lại đi. Nè trả liền luôn khỏi nói nhiều má. Nha. Rồi. Cái quần nè 40-60kg mặc vừa. Rồi 69.000 bộ. 69.000 bộ quần đùi. Mua 2 bộ là còn 100. 130 phải không? Không. 130.000 2 bộ. 130.000 2 bộ. Được chưa? Đây. Đó. Thôi mà bớt vậy bớt ít quá. Chơi lớn nè, 125.000 2 bộ. Được chưa? Không xù lông. Không xù lông, áo một màu đen nó quần nó lên được nhiều màu. Mà toàn là mấy cái màu mà Thái Lan quá rồi. Toàn mấy cái màu mà dạng như mấy chị giống chị mấy chị bên Thái không mà dễ thương lắm. Nè. Dễ thương cực kỳ luôn, màu hồng, màu vàng, màu xanh. Màu hồng, màu vàng, màu xanh với màu gì vậy trời, màu tím. Đó. Set sau là 95.000 bé yêu ơi. Set sau là 95.000 trụ nó cưng giả mang mới chơi bộ quần đùi nha mấy chị. Trời ơi trời, 40-60kg mặc vừa giùm em. Đây nè, 60kg thoải mái vô tư luôn, có túi luôn. Được chưa? Một bộ là 69, mua 2 bộ là còn 125.000 2 bộ. Tím, hồng, xanh, vàng xanh. Rồi chốt đơn. Xin phép bận màu vàng lên. Áo đang bận là 60 mấy ngàn. Áo đang mang của em Trang là còn được 2 con mọi người. Giá là 69.000 một áo, quần là 95. Còn chị nào lấy nữa thì chốt nha. Rồi em lên một con mũ đùi chi ân luôn. Trời ơi cái vải quá trời luôn rồi. Cái vải là chị là chết em rồi mấy chị ơi. Áo còn 3 màu luôn hả? Áo còn vàng luôn nè. Áo còn vàng, còn xanh, còn nâu nha mấy bà. Trời ơi cái bộ này thiệt mấy chị ơi. Mua về mặc ở nhà cháu đã nư mấy chứ. Đi cà phê cũng được nữa. Cân lắm. Trời ơi trời. Dễ thương kinh khủng luôn. 40-65kg mấy chị. Trời ơi nó thoải mái. Không còn gì để nói luôn. Được chưa bà. Chị like bằng. Chị like bằng điện thoại iPhone 13 Pro Max. New ghi quên rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ôi trời đất ơi, thấy chưa? Em nói với bà chị ấy luôn là áo nó chỉ có một màu đen thôi. Quần nó sẽ lên đủ màu cho mọi người như thế này nè mọi người. Quần có size M không chị? Quần có size M nha bà. Thảo Thu Nguyễn cái quần đùi này là có size M. Bản màu quần nè. Áo nó chỉ có màu thôi, bây giờ thích phối gì là phối cái đó thôi. Nha bà chị ấy nha, quá rẻ rồi mấy chị ơi. Rồi Bảo Trinh, Bảo Đại Trinh. Bảo Đại Trinh xanh tím. Xanh nè, ủa quên lộn, bắt đưa lộn mẫu rồi. Màu vàng cho chị nào đây. Màu vàng cho chị Tuyền Sĩ, Tuyền Linh Si Đồ, Sĩ Đồ. Rồi ok. Em đã dịch ra được câu đó của bà gái rồi. Rồi luôn, bảng màu quá mê luôn. Dạ rồi, Hiền Hiền, một hồng một vàng. Trời ơi, 69.000 bộ với chị mua 2 bộ là còn có 125.000 bộ mọi người. Trời ơi, mua bộ đồ này về mặc là quá mê luôn mấy bà ơi. Mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi cũng được, nói chung là thoải mái. Không xù lông, thoáng mát cực kỳ nha mọi người. Em nói thiệt bộ này là phải gọi là siêu thoáng mát cho mấy chị luôn. Để dành ra được.
nhá bà gái nha, hàng này cho em là siêu tháng mát luôn mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị, cái bộ này mấy chị mà mặc mà không mát thôi luôn, em không lấy tiền mấy chị luôn á. Đã lắm mấy chị, cái quần nè. Ủa có túi cho em luôn nha mọi người nha. Trời ơi, có mấy chục ngàn bộ chứ. Có mấy chục ngàn bộ đó mấy chị, mà nó đẹp dã man đó mọi người, cân dễ sợ chưa. Ai thích màu nào lên cho em liền màu đỏ nghe không. Ôi ơi em nói em báo lộn giá má ơi. Em xin lỗi. Em báo lộn giá. Trời ơi, tao nói chi ân mà sao kỳ. Báo lộn. Xin lỗi. Nha. Một bộ là giá cho em là bao nhiêu tiền đây? Một bộ là 65. Nhiêu tiền để em qua để đợi em tí em tính lại coi. Một bộ là 65. Hai bộ cho em là 101. Trời ơi trời, nãy giờ thì một bộ 65, hai bộ 101 mấy má đen, ơi. Đen còn buồn bẩn sai gì. Đen thì còn đủ sai. Trắng thì còn xém. Bây giờ thôi để em nói đi, để em nói phân tranh lên. Đừng lẽ em lên lại rồi anh lại soạn nữa. Một bộ 65, hai bộ 101 là tính ra là chỉ có 55.000 bộ. Nếu bà mua hai bộ. Trời ơi trời. Em sang chấn tâm lý luôn mấy chị ơi. Quá rẻ. À đính ra là bộ 59 mới đúng chứ. Từ từ. Một bộ là 59. Mua hai bộ là còn 1.1 mọi người. Oh my god. Trời ơi. Ừ vậy mới đúng. Đúng rồi. Một bộ 59. Mua hai bộ là 1.1. Đúng rồi. Trời ơi trời trời vậy mới đúng. Một bộ 59. Mua hai bộ là 1.1. Ôi trời ơi mẹ ơi mẹ tôi. Thảo Thu Nguyễn xanh xương thoại chị ơi. Xương thoại xanh tím cho Nguyễn Trâm. Rồi thôi luôn đi mấy má ơi, bán gì mà bán cái gì, bỏ qua bên đi, không dám bán luôn á. Nó rẻ quá, chúng vô chúng chửi phá giá. Bộ xanh rêu chú chị Huyền Eban. Má ơi, má mua hai bộ má, mua con bộ sao gửi. Thôi Eban, làm ơn mua bộ giùm. Mua bộ không gửi hàng được. Xanh bơ cho bé Ngân. An Ngọc Nguyễn màu xanh á. Em thì bạn màu quá mê luôn rồi. Bạn màu ở đây làm quá mê cho mấy chị rồi. Mấy chị không mua mấy chị tiếc gán trời với mấy thiệt luôn. Ngày hôm nay trong thời gian giây phút này, Phí Duy Hồng hai bộ vàng tím cho bà Phượng Thúy. Bộ đang mặc cho chị Huỳnh Anh. Thôi thôi đi, ai muốn làm gì làm, giờ tôi bán rẻ quá rồi. Bộ đang mặc màu gì nói lại nè. Các bạn màu đang cầm trên tay trên đùi nè, bà nhìn không biết màu gì sao. Vậy sao? Bắt buộc phải đọc màu sao? Nhìn không biết màu gì hay sao? Màu xanh, màu hồng với màu tím với màu vàng này chị. Xanh bơ là đang bận đó. Xanh bơ là đang bận là màu vàng. Bạn nhìn trên la là thành xanh bơ đó. Xanh đang bận chút cho Di Khoa. Ủa này mà không mua tôi cũng lạy. Vàng xanh cho khoa, khoai lang luộc. Đúng rồi. Vàng xanh cho chị khoai lang luộc. Tính ra là cái màu vàng cái màu y hình nhất luôn á. Trời em nói cái bộ này là quá mê mấy chị ơi, cái này mấy vậy. Vàng hồng cho Hồng Loan. Con nào mua tiết gắn chị. Vàng Sibai Sirina, màu vàng. Tiếp nhiêu vậy chị? Mấy bạn ở tỉnh ship 30. Em lấy bộ chị đang bận. Nguyễn Thúy Quyền Quyền xuyên thoại em ơi. Mày mua hai bộ đi bay ơi. Thảo Thu Nguyễn xuyên thoại cô gái ơi. Số điện thoại. Vàng hồng chúc cho Trần Kim Hiền. Đúng rồi mấy bà lấy vàng hồng mình đẹp mấy bà. Tím cũng dễ thương. Tím cũng cưng. Quỳnh Trâm xanh tím hồng ba bộ. Xanh tím hồng. Hai bộ vàng cho Trịnh Kim Yến.
Bà lấy màu gì vậy trời? Thu Thảo Quỳnh lấy bộ xanh bơ với xanh lá có rồi. Rồi tím với vàng cho Như Lê. Tím. Trời ơi, dữ vậy sao? Cái bộ đồ quá đẹp luôn. Vàng còn không bay? Mấy chị tôi lấy vàng quá trời nè, rồi hết vàng luôn. Rồi Sài Gòn nhiêu chị? Sài Gòn thì cũng 30-25 ngàn tùy khu vực em ơi. Em ở đâu bé ơi? Trời ơi, tao bán đồ rẻ quá bé ơi. Trời ơi, tao bán đồ có 59 ngàn bộ ship 30 thì chê mắt. Lên trên Shopee, ở lộn, lên trên TikTok. Mua bộ đồ này nó bán cho 70. Cộng tiền ship 40 mấy ngàn, ép được cái mại giảm giá 20 ngàn thì kêu rẻ. Khổ tâm quá đi thiệt luôn á. Hồng. Hồng, xanh và đen. Rồi, ai thích thì chốt. Tao nói bây giờ tao bán rẻ lắm rồi bây ơi. Bơ tím cho Huyền Jenny, bây giờ còn tím là hết bơ rồi. Bây giờ còn hồng, còn tím và còn xanh. Màu tím dễ thương lắm mọi người, màu tím dễ thương lắm, dễ cưng lắm. Trời ơi mấy thiệt mấy chị luôn á, mấy chị nhìn cái bảng màu quần thôi là mê rồi. Cái bộ này là giống như mấy kiểu mấy chị bên Thái Thái rồi mấy bà ơi, mặc kiểu cute rồi đó mọi người. Kim Lai Nguyễn một xanh một hồng. Hờ Eban một bộ hồng. Ta hết rồi các bạn ơi. Không mua là bữa sau vô hết gán chịu. Hết gán chịu. Xong con này lên Sesame nè. Xanh bơ xanh lá đó là màu vàng với màu lá đó. Không nha, không có bán TikTok nha mọi người. Facebook nha. Bán Facebook nha mọi người ơi. Được chưa? Cái gì? Kiểu cái áo họ nè. Rồi. Ai chưa có lên màu? Còn có 2-3 màu cho là hết rồi đó. Ui da, rồi còn mấy bộ hết rồi đó. Ai thích chốt đi. Ghẻ quá ghẻ rồi. Ghẻ quá ghẻ rồi. Rồi được chưa? Rồi à, cái bộ hồi nãy áo tay dài mày. Áo tay dài hồi nãy em còn mấy chị 59 ngàn. 59 ngàn áo tay dài màu cam và 59 ngàn áo tay dài màu đen. Có 59 ngàn mấy chị mua hai cái là còn 105. Set hồng cho Hà Tiên. Nguyễn Tí Quyền Quyền ơi, em phải lên số điện thoại bé ơi. Em phải lên số điện thoại mới có đơn cưng ơi. Em không lên số điện thoại không có đơn được bé yêu. Không có đơn được tình yêu ơi. Rồi xếp hồng cho Hà Tiên ok la luôn. Rồi bà nội lấy bộ đang mặc nó chốt giùm em nè quý vị ơi, quý vị. Rồi cái xếp sơ mi nè cô bé nào họ xếp sơ mi. Em nói bà chế luôn cái này là tiền nào của đó với bà. Giờ này lên cái này là tiền nào của đó giùm em. Hải Hòa em thấy cái gì vậy? Em lấy cái gì bé ơi? Màu xanh, hồng, màu tím luôn, ba bộ luôn. Em nói thiệt với mấy chị luôn mà giờ này mà bán mấy cái bộ này mà giá vậy là xỉu liền luôn mọi người. Rồi bộ sau dạng nhiều không chị? Bà đùi to cỡ nhiêu? Đùi to cỡ sao? Dày không? Hay dày không? Hay dày không bà? Cỡ dày không bà? Cỡ dạy không? Đùi to dữ vậy sao? 95 ngàn màu xanh, 95 ngàn màu hồng. Lấy cái gì chốt? Ờ, nãy em chốt bộ xanh cho em chưa? Hờ, có rồi em ơi. Hờ, gì hờ ni Eban thì có rồi em, có rồi. Em nói nghe mấy chị, cái xếp sơ mi này là cái vải kim cương nha mọi người. Giá nó cao mấy chị ơi. Giá cao nha mấy chị. 150. Con này cho em nè mấy chị. Giá là 159. 159 nha bà. Bây giờ em chỉ bớt được xương xương cho mọi người là 155 thôi. Nhưng bà chỉ ở nhà tại cuối giờ mấy chị. Cuối giờ rồi. Cái này giùm em là quần là hai lớp. Nhắm mấy bà quần là làm hai lớp luôn. Hai bộ hồng với tím cho chị cười vui. Sơ mi tay ngắn mới nhận một bộ hồi chiều. Đẹp quá hả chị? Cái vải này rất là xuất sắc mấy chị yêu mình nha, lưu ý giùm em. Đảm bảo cho mấy chị, Hạnh Lê đâu? Tiền nào là của đó mấy chị ơi. Tiền nào là của đó nha mấy chị. 155 ngàn bộ. Bình thường mấy bộ kia là 129. Con này là mắc hơn nè. Mắc hơn tới 15 ngàn hả? Tới 2. Tới 10, tới 20 ngàn, 15 ngàn. Mắc hơn 15 ngàn bộ.
Nhưng mà bù lại là nó là vải xốp kim cương mọi người ơi. Nguyễn Thúy Quyền Quyền có rồi em ơi, chị chốt cho em rồi đó. Chốt rồi gái ơi. Đây mấy chị, màu đen, cái vải đã lắm mọi người. Cái vải đã lắm, cái vải chất lượng luôn á. Cái vải chất lượng luôn mọi người mà nhận hàng về bộ này mọi người đảm bảo mọi người sẽ rất là mê luôn. 159.000 cho em, 155 chứ lột, để với chị 155 nha. 155 màu trắng, 155 màu đen và 155.000 màu xanh bơ. Chị Liên Nguyễn lấy màu đen. Thật sự với mấy chị luôn là con này là tiền nào của đó cho mấy chị luôn. Em sẽ bận màu gì mấy bà. Bữa nay về thêm được cái màu hồng nữa nè. Cái màu hồng nữa. Mấy bà nói đi mấy bà, em lên màu gì em lên cho bà chế một màu, đẹp lắm. Lên áo kiểu đi chị hả? Ok la. 68kg không vừa. Con này giùm em tầm 58kg thôi. Áo nu hồi nãy chị mặc còn Hương Đào ơi, nhưng mà em mua hàng phải cọc tiền rồi. Bị gì gọi điện em không bao giờ bắt máy. Bộ đang cầm không có vừa 70kg đó chị. Con này giùm em tầm 58kg thôi. 58kg thôi. Ôi màu hồng dễ thương quá, giờ em lên màu hồng nha. Em lên màu hồng nha, trắng đen bơ là dễ mang. Thôi em lên màu bơ đi. Màu bơ nhiều. Còn hành lê 4. Rồi vậy em lên form bộ này nha, 155 mấy chị ơi. Em lên bộ này đi rồi em lên hàng sale tiếp cho mấy chị cho. Trời ơi áo em nhiều lắm mấy bà ơi, em mới thiệt với bà luôn á. Em lên con này em sẽ lên cho bà chế tiếp một cái em rất là đỉnh nha mấy chị. Rất là đỉnh luôn mà em đảm bảo với mấy chị luôn là mấy chị nào mà coi live đêm em bữa hổm trước là nhớ nè. Em mới về thêm luôn á. Ôi bộ này đẹp. Công nhận mấy chị ơi, thiệt mấy chị luôn á. Là tiền nào của đó thiệt á mọi người. Thiệt tình với mấy chị luôn là tiền nào của đó thiệt luôn á. Nó đẹp dữ đào dằn đẹp luôn. Nè. Em mới thiệt á mọi người, vải đã lắm luôn á mọi người. Cái vải này cho em là hàng xốp kim cương mấy chị ơi, mấy chị mà nhận thuộc cái bộ này mấy chị mê. Em đảm bảo mấy chị mê luôn á. Rất là mê nha mọi người nha. Cái vải nè. Ôi ôi em không tin mà nó đẹp vậy luôn á mọi người. Nó mắc hơn mấy bộ kia có 55 ngàn, 15 ngàn à. Nhưng mà thiệt sự cái chất lượng nhận lại quá đã. Cái này nè mấy chị nào nó ship lên nhau luôn mọi người. Là nó có nghĩa là mấy chị rờ và nó nhém cái bộ đồ luôn á nha. Là rờ vào đây là nó nhém cái bộ đồ luôn, chứ không phải là vải mướt đâu. Nha mọi người, nó rất là đẹp luôn á mấy chị, công nhận. Thật sự là giá cao em cũng ngại nhập á mấy chị. Em nhập ít à. Em nhập ít lắm mấy chị. Nhưng mà công nhận là về đẹp thiệt sự. Đẹp thiệt sự luôn á. Áo nu chị mặc hồi nãy còn á, nhưng mà em mua hàng phải cọc rồi. Chị Châu Pha bộ đang cầm, chị lấy màu gì chị ơi? Chị lên set đi chơi quần ngắn đi chị. Ok em. 60kg không vừa đâu chị. Con này 60kg không vừa đâu, 58kg chùm em thôi. Phải đẹp quá, thật sự. Trời ơi, mê quá mê nè. Áo cái vải đã quá đã. Còn bà nào lấy màu nào trước em. Tại vì cái này nó giá nó hơi cao mấy chị, nên là em sẽ treo đằng sau lưng nha. Đó, em lên form cho mấy chị yêu coi rồi đó. Còn chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Con này thì em sẽ treo đằng sau lưng cho mọi người, để mọi người cảm thấy chừng nào mà đẹp á thì mọi người sẽ chốt nha. Đâu rồi? Đẹp thiệt á. Thiệt sự là cái vải nó rất là đã luôn á mấy chị. Cái vải rất rất đã luôn. Mấy chị phải nhận về nó mới thiệt. Quần suông hả em? Dạ đúng rồi chị, quần suông y hình luôn mà. Chị Ly Ly một màu bơ nè. Em công nhận. Cái này mà mấy chị nào mà nhận được cái bộ đùi rồi á là về biết cái này nè nó đẹp. Rồi màu đen em chúc cho chị Phạm Ngọc. Thiệt sự là 155 ngàn là đáng 155 nghìn cho mọi người luôn á. Còn áo kiệu nữa không chị? Trời ơi em hỏi gì em hỏi kỳ vậy em. Áo kiệu nhà chị là một lò nè. Em đi đâu vợ? Em đâu kiếm chị? Trời ơi. Riêng áo kiệu ai chơi lại chị bé ơi. Dễ sợ không? Nói chuyện nghe dễ sợ không? Ai lại chị? Ok luôn, Diệu Hình công tiến một bộ đen. Số điện thoại chị gái ơi, rồi hết đen luôn rồi đó. Rồi còn bộ đang bận nữa, bà nào chưa có thì chốt luôn. Được chưa? Chị có lên bộ loe tay dài chưa chị? Chưa bà ơi. Chưa lên bộ tay dài luôn nè. Quá chị mẫu rồi chưa lên này. À, tiếp tục nữa bà. Công cuộc xả hàng mấy chị ơi. Quá chị hàng rồi mấy chị. Không kịp nữa rồi. Em lên cho bà chế một cái con bộ này nằm hơi bị mê.
xong rồi em lên cho bà chị cái áo cho. Hay là mấy bà muốn em lên áo luôn hả? Áo hả? Lên áo hả? Áo thì lên, giờ còn áo rút. Bây giờ là còn áo rút. Mà áo rút phan đi. Trời ơi, cái bộ này mới về hồi cái đợt nè. Đang mặc ấy rồi thì chốt nghe mấy bà. Bộ đó mặc xinh lắm. Em còn một bơ là em thấy là ấy, trời ơi cái bộ caro đâu còn, bộ đây nằm như vậy. Còn em nhớ em chút dư ra bộ rồi mà. Đấy luôn á. Trời ơi, siêu phẩm về mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Có quần trong mấy chị, có quần trong mấy chị ơi, nguyên bộ luôn đó mấy chị. Mà giá nhiêu vậy? Có 105.000 nè mấy chị ơi. Có 105.000 áo đi hả? Bộ le này em lên rồi. Bộ le giờ còn, bộ mấy bà mua bộ le tay dài là phải đợi em xíu. Cái bộ này đẹp nha mấy bà chế nha. Cái bộ này đẹp nha, mà rẻ luôn nghe mấy chế. Bộ chị mặc có mỏng không? Trời ơi không có mỏng bà ơi. Cái bộ hồi nãy, cái bộ sơ mi hả, không có mỏng đâu. Cái quần em làm hai lớp mà, sao mỏng được mấy chị. Cái quần này em mặc, cái quần là làm hai lớp mà, cái áo thì làm một lớp, chứ còn cái quần là lên hai lớp mà mấy chị. Sao mỏng được, sao lộ hàng được mấy chị. Mà cái vải áo nó cũng dày quá trời luôn. Cái này giùm em, không phải là giống cái vải áo sơ mi em hay lên cho mọi người đâu nha. Anh kẹp em cái này, em nói bụng mà em kẹp không nổi luôn. Ok là bộ 105, nguyên bộ đang bận mấy chị. Màu đẹp luôn. 105.000 xét mấy bà ơi, bạn màu về hơi mê. Hơi mê nha. Có hồng, có nâu và có màu hồng sen. Bộ này mà bà nào hôm bữa mà chưa coi like em là biết là hơi bị xinh luôn. Là nguyên xét luôn nha mấy chị, có quần bên trong luôn đó. Rồi, có áo khoác ôm không chị ơi? Áo khoác ôm chị hết hàng rồi em ơi. Áo khoác ôm là chị hết hàng luôn rồi. Trời ơi cái đầm. Cái đầm 100 còn nữa mấy chị. Cái đầm này đẹp dã man luôn á trời thiệt. Trời ơi, riêng cái mã đầm này em bán hả? 200 cái có đó mấy chị, 100 cái có mấy chị. Một cái đầm sexy như vậy nè. Ít khi nào em về đầm lắm, con đầm nào mà em bán 100, 200 là mấy chị biết nó đỉnh cao cỡ nào á, mọi người đẹp lắm luôn á. Rồi, đầm 2 giây giùm em luôn, sale cho mọi người 100.000 nè. Hai đầm 2 giây, chút đầm 2 giây cho em luôn nha. Rồi, ok, còn phát ôm không chị ơi? Phát ôm thì chị còn chứ. Mà đợi chút xíu chị đi, chị còn cái mã kia. Chị kêu lên số điện thoại hả? Xanh bơ 105, chúc chị hương hồng hoa, hướng hồng hoa. Cái bộ này mà bộ chị nào coi like em là biết là hơi bị mê luôn, đẹp lắm. Rồi bộ ngố 69.000 không? Bộ ngố 69.000 mấy chị ơi. Đây ai chưa có ngố chút ngố cho em luôn. 69.000 màu, màu xanh. Ai lấy ngố chút ngố nè, bà nào hỏi áo nè. Áo đây. Áo đây mấy chị ơi. Rồi. Áo 65.000 giùm em mấy chị ơi. Áo trắng mọi người, áo trắng 65. Trời ơi, còn quần ống suông chưa lên nữa. Áo trắng 65.000. Ai lấy cháo không em, con áo bu rip. Trời ơi, con này tay dài nè. Sơ mi tay dài có 89.000 thôi mấy bà. Sơ mi tay dài có 89 thôi nha chị em mình nha. Ai lấy sơ mi tay dài chốt em luôn. 89.000 một bộ. Xanh bơ 105 rồi. Ngố xanh em chúc chị Kim Lai Nguyễn. Nguyên cái set này chốt có sale cho mấy chị có 119 thôi. Đây, một cái áo sơ mi thêm một cái quần trắng như thế này giùm em nha mọi người. Set sơ mi kim cương giùm em luôn 119.000. Ai lấy chốt em luôn. Áo xanh tay dài em chốt cho chị. Không vừa đâu chị ơi, không có vừa chị. Em nói chị Linh em là không có vừa hàng của nhà em rồi chị ơi. Mất công chị mua rồi lại chị không vừa. Công chị đẹp ơi. Set sơ mi này còn một nha. Rồi sơ mi tay dài chút cho chị Thảo Phạm có luôn. Sơ mi tay dài em còn đen với lại em còn trắng với em còn xanh nữa cơ mấy chị. Sơ mi tay dài còn hai màu. Rồi áo mút ngực giùm em mọi người, xoắn ngực đẹp lắm. Áo xoắn này là 69.000, hồi nãy bà nào chưa có nè. 69 vàng, 69 trắng và lại 69 xanh. Cái này có cúp ngực bên trong giùm em luôn 69.000 mấy chị ơi.
có màu rồi đúng rồi, có như này màu thôi là hết rồi. Áo 69 giùm em luôn, sơ mi tay dài, sơ mi tay dài còn màu khác bà Như Lê ơi, còn trắng với lại còn xanh thôi chứ, còn xanh trời nè em bộ hết rồi chị ơi, có một bộ một mà chị, có một bộ ngố, có một bộ một thôi. Rồi cái set này đẹp lắm á chị ơi, cái set này set bánh bèo á chị, set bánh bèo siêu cân luôn, xe cho bà chế luôn 109 ngàn, 109 ngàn giùm em nha mọi người nha, set bèo á chứ. À lấy bèo chút bèo nè, bèo 109. Rồi xong con này em lên cho bà chế một cái quần ống rộng với lại cái gì móc quá hả, hết rồi, hết rồi, sai quá. 60kg không vừa, chắc sơ mi kim cương đâu chị ơi. Áo trắng 65 chút của chị Nguyễn Đăng, 65 nữa. Áo thun giờ có áo thun ba lỗ, áo thun rút kìa. Sơ mi, sơ mi tay dài, trắng đen, Như Lê không có đen bà ơi, trắng với lại xanh nha, trắng với xanh. Xanh đang mặn chút cho Trang Trang. Bèo 109 cho chị Tú Nguyễn. Bộ đó mặc đẹp lắm mấy bà, bộ đó mặc đẹp thiệt luôn á. Rồi cái set này set cho mấy chị luôn là 119 là bà nào nhanh tay chốt nè. Set ha sơ mi, set vest chứ lộn. Áo giùm em là chữ S nè, quần chân vẫy nha. Nguyên set chân vẫy luôn 109 ngàn. À lấy 109 chút, 109 cho em luôn. 119 chứ lộn, 119. Như Lê hết màu trắng rồi. Đang bận có quần chị, đang bận có quần bên trong. Cái đó 109. Rồi cái này mấy chế chốt em nè mấy chế ơi. Cái gì 119 nha, 119 màu xanh. Rồi set vest quần dài mấy chị nè, áo tay dài trắng nè. Như Lê có áo tay dài trắng với Như Lê ơi. Áo 69 L xanh, quần trắng size L là gì? À ok, Cẩm Tiên. Cẩm Tiên áo 69 quần trắng hết L rồi em ơi. Quần trắng còn S rồi em ơi. Set 119 cho chị Tuyển Sĩ Sĩ Đồ, Sĩ Đồ có như nè. Rồi mẫu này giùm em nè mấy chị, set set vest quần dài nha mọi người, xe cho mọi người 105 ngàn, vest quần dài 105 cho em luôn, lấy bộ đang cầm chút cho Như Lê 105 ngàn nè. Ê Phan mà lấy cái nào, đang cầm lã nào Phan? Ai chị Tuyền Linh Sĩ Sĩ Đồ anh, chị đó lấy cái này nè, chị đó lấy cái này chứ không phải cái set sơ mi đâu, bỏ cái set sơ mi lại cho em đi. Set mặt màu nâu chút cho Hồng Loan, bộ đem đang mặc chị nào hôm bữa có coi like là biết luôn. Có quần trong luôn nha mấy chị nha, có 105 ngàn, quá rẻ luôn, quá rẻ mọi người nè, thấy không? Hơi bị xinh nha bà, là nguyên cái đầm luôn mà có cái quần bên trong nữa nha mấy chị, mặc là khỏi luôn, tung tăng bay bay nhảy luôn nha mấy chị. Vest 105 ngàn nè cho chị Tuyền Linh Sĩ Đồ nè. Bộ treo là 95 ngàn chị, cái này đằng sau lưng là set sơ mi là 155 ngàn chị ơi. Bộ caro tay phòng mấy chị ơi, 55 ngàn, còn bộ một 55 ngàn caro tay phòng. Set vest 105 em mới quăng qua đó. Bất cần em thấy chị lấy cái gì chị ơi? Di Khoa nè. Ờ em chốt set váy với chị rồi đó chị. Nhớ kèm cái giá mấy chị ơi, mua đồ sale mình nhớ mình kèm cái giá giùm em cả mấy chị ơi. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Rồi bộ quần đùi giùm em mấy chị ơi nè, 55 ngàn con gấu luôn. Con gấu 55 ngàn giùm em mấy chị, ai lấy gấu chút gấu kèm số em có đơn mấy chị ơi. Gấu 55 ngàn một bộ mấy chị, trời ơi cái bộ này mấy chị, hai màu trắng đen set jean nè, set jean là 129 ngàn hả, bộ jean cho em luôn 129 ngàn một bộ jean. Đây set jean nè đó, 129 ngàn màu trắng và 129 ngàn màu đen nha. Caro hết luôn, caro em hết rồi, còn con gấu chị vét quần dài em hết rồi, set xếp váy hết rồi bà Như Lê ơi. Xếp váy hết rồi. Chị Châu Pha lấy đen là gì ta? Châu Pha lấy đen là gì Châu Pha ơi? Cái bộ đằng sau lưng đó hả? Cái bộ đằng sau lưng chị lấy màu đen, chị cho em xin số điện thoại giùm em chị. Áo khoác mấy chị ơi, áo khoác ngày hôm qua em like nè, 59 ngàn, có lộn 69 ngàn, áo khoác màu xanh của ban 69 ngàn giùm em luôn mấy chị. Bộ đùa 55 em hết luôn rồi. Mấy chị ơi mua hàng kỹ kỹ mấy chị ơi, bây giờ mà bảo em vậy em biết được em mò mấy chị. Châu Pha lấy gấu, Châu Pha lấy gấu ok chị nè. Rồi bộ đang mang chị đâu lấy thì chốt giùm em liền 105 ngàn. Ừ trời ơi bà ơi, tôi chán đời bà quá hả.
cái set quần tay rồi nãy chị nào lấy nè, gấu 59. Set vest quần dài nãy còn bộ kìa mấy chị. Bơ 105 là em đang mặc đó hả Diệu Phan ơi. Bất cần leo khoác 69 xuyên thoại chị ơi. Bơ đang mặc đúng không bà? Bơ đang mặc đúng không? Bộ này để ngày mai em lên tiết cho bà nha. Bộ này đẹp lắm thiệt luôn. Để ngày mai em lên. Bây giờ em sẽ lên cho bà chế một cái con quần. Có lộn cái áo. Áo thuốc kiểu nè. Áo thuốc kiểu nè. Áo thuốc kiểu nè. Áo này rẻ mấy chị ơi. Lên chung là chế một cái con quần tay loay ra đi ha. Thôi. Bơ 105 đang bận ha. Thôi lên quần sọt đó mấy chị. Quần sọt có mất tiêu rồi ta. Quần sọt đang quần đây rồi. Đây quần sọt đây. Ai biết nè, quần sọt 65 em hồi nãy còn size gì anh, màu trắng còn size S, màu đen còn SML đúng không, trắng còn S, đen còn SML, 65.000 cái quần kaki này em mặc nè, ok la luôn. Chị bắt cần số điện thoại mới có đơn được chị ơi. Quần tay chưa lên được cái bàn, mai lên quần tay đi. Caro 55.000 hả? Hết rồi sao? Caro đó 55 ừ. Quần L chị Hồng Loan, bây giờ còn sẽ S thôi. Chốt màu. S là em còn màu đen nha mấy chị. Rồi lên cho bà chế con áo cặp này đẹp nè mấy chị. Có cặp này dễ thương lắm. Để em lên cho bà chế con cái form nha. Trời ơi, con áo cặp này xuất sắc luôn nha mấy bà ơi, mà nó rẻ mấy bà chế ơi. Trời ơi, con này mà về mặc chung mấy cái phong quần ống suông là phải gọi là bá cháy bỏ chét luôn nghe, kiếm tiền vậy. Trời ơi trời. Nguyên một con áo cặp giùm em, một cái áo hai dây bên trong. Bèo bèo bán cũng phải là 55.000 đúng không? Rồi thêm một cái áo khoác nữa cho mấy chị luôn nè. Trời ơi, 79.000 một cặp cho em nha mọi người. 79.000 một cặp. Mấy chị ơi chốt em liền áo cặp. Áo cặp kèm xương thoại có đơn. Trời ơi dễ thương kinh khủng luôn á trời. Y hình cho em luôn các bà. Y hình áo cặp luôn. Màu đen em mờ. Cho chị Thùy Thùy có. Xếp phối hai màu còn không chị hết rồi gái ơi. Màu trắng em hết xanh lờ rồi, cho em còn sẽ ép rồi chị. Rồi áo cặp giùm em. Áo cặp 40-58kg, 60kg mấy chị vẫn có thể mang vừa giùm em nha mọi người nha. Trời ơi con áo này xuất sắc luôn á trời. Dễ thương các bà chị, về phối chung quần trắng cưng dễ sợ luôn chưa. Áo cặp có 79.000 mấy chị ơi, mua nguyên cặp luôn mọi người, quá rẻ luôn á trời. Áo cặp giùm em nha mọi người nha. Rồi ok la luôn, quần size S chị Ly Ly là đang mặc đúng không? Anh lấy quần của anh báo size em với anh. Áo cặp cho Nguyễn Trang. Áo cặp với chị Mai Võ. Quần 65k em còn màu đen chị, em còn y chang vàng màu đen á chứ ơi. Hồng Loan áo cặp là ok tình yêu luôn. Em bán một con áo bên trong mười bèo bèo quá mấy chị. Tính ra là hai cái áo này mấy chị ơi, chia ra là cái có 35.000 hả? Đúng không? Quá rẻ luôn á bà. Quần size S bao nhiêu ký chị? Quần áo em hết rồi. Trần Hiếu 39.000 hả? Đúng rồi. Mọi cái áo có 39.000 hả? Ủa hồi nãy em tên báo nhiêu vậy? 79 đúng không? Ừ có 79.000 một cặp mà mọi người rẻ quá trời luôn. Hồ Thanh Thằng một áo, Hồng Nguyễn một áo, Ngọc Nguyễn một áo. Bây giờ mà mua cái áo mà tặng thêm cái áo bên ngoài nữa thì mọi người nghĩ đi, về nhà mặc cái gì cũng đẹp. Đi đâu mặc cái quần jean dài có cái áo khoác bên ngoài cũng sang nữa mấy chị thấy không? Áo cặp nó dễ mặc lắm. Caro quần dài chị còn em ơi, Cẩm Tiên áo cặp. Đẹp quá mấy bà ơi. Áo cặp giùm em nha mấy bà chị nha. Rồi chân váy của chị nào nãy chưa có thì chốt nè. Chân váy 69.000.
Chân vẫy 69 ngàn giùm em nhớ vào. Nãy bà nào chưa có chốt giùm em chân vẫy luôn. Chân vẫy 40-60kg mặt dừa mấy chị ơi. Chân vẫy đã lắm. Chân vẫy 40-60kg mặt dừa luôn. Bà nào mới hỏi gì? Bộ caro, bộ caro đây. Trời ơi, bộ caro này nó rẻ quá rồi. Áo cặp chốt cho Nguyễn Thị Mỹ Linh luôn. 40-60kg mặc áo cặp dừa cho mấy chị. 40-60kg mặc vô tư thoải mái cho em luôn mọi người, đẹp lắm. Rồi, một bộ caro dài dồn đơn. Ủa caro dài vậy sao bà biết hay vậy trời. Khoan từ từ, bà lấy màu gì vậy? Cherry cherry áo cặp. Quần trắng hết rồi hả? Quần trắng còn size S. Quần trắng chỉ còn size S đang bận thôi chị ơi. Áo cặp chút chị Ngọc Châu Trần. Caro chị lấy màu gì nhà chị ơi? Cái bộ caro này nó rẻ lắm các bác ơi. Thật sự luôn. Bộ caro này là giá chỉ có là 105.000 nhá. 105.000 nhá các bác. Caro quần gấu, áo gấu á chị ơi, còn bộ kìa. Đúng rồi. Bà lấy caro quần gấu là bộ đó 99.000 á. Bộ này 109 hả? Bộ này 109 các bác ơi. Em nhầm nhưng mà thôi. Cuối giờ rồi, 105 cũng được. Mà em bán trong cái live này thôi nghe. Qua live sau 109 đừng có thắc mắc nghe không. Qua live sau mà 109 đừng có thắc mắc. S là cỡ em nè chị. Cỡ em là 50kg, cao mét 65 nè. Còn chị mà chị 48kg, chị mét 6 chị dẫn vừa nha. Cái quần nó còn co giãn nè chị. Đẹp lắm. Chân váy cho Hồng Nguyễn luôn. Dạ quần em còn size S tình yêu. Em tưởng chứ hỏi caro nào. Úi dồi ôi em mừng chứ ơi. Caro, caro giùm em luôn. Phạm Thị Kim Đồng, một áo cặp dồn, ok. Bộ sơ mi kem. Chúc cho Lê Tuyền. Bộ sơ mi kem 159.000. Một xanh chúc cho chị Hằng Kiều, Hằng Kỳ Duyên. Thiệt luôn, mấy chế bộ này là bao hot luôn nè. Trời ơi, 105.000 à. Cuối ngày rồi quá mệt. Chân vải chúc cho Nguyễn Thị Mỹ Linh. Chân vải chúc cho Đào Nguyễn. Chẳng 65.000 cho Khoai Lang Thang. Là đang bận á hả? Caro 105.000. Chị lấy quần đen size S cho Thùy Thùy. Bà lấy size gì mà bà nhầm rồi. Rồi áo kèm khoác nhiêu chị? Áo kèm khoác là 79.000 nguyên cặp. Áo đang bận chút em áo cặp. Quần trắng size S cho Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền quần trắng size S ok. Đẹp không mấy chị? Áo cặp 79.000 cặp đó mấy chị. Rồi caro này cho em là quần 60kg vừa không? Dạ không vừa chị ơi. Không vừa rồi chị, 60kg chị làm mua giùm em cái chân vẫy đi tình yêu ơi, tình yêu ơi. Chẳng 65 là cái quần, size S luôn á. An Tuyết có caro 99 rồi em, là cái bộ gấu caro 99 đây nè. Rồi ok. Caro xanh 105 em chúc cho chị bà Như Lê. Bộ này là quá mê nha mấy chị, bộ này là quá mê nha mấy bà, chứ không phải mê bình thường đâu. Quá mê. Set kem phía sau đó 159, 155 gần lận Như Quỳnh thôi, nhưng mà đẹp lắm cưng ơi. Đây là bộ vải xốp kim cương nè. Đẹp giả man luôn đó. Còn bảng màu đang cầm trên tay giùm em. Lên đầm chị ơi hả? Ừ. Quần trắng ép cho khoai lang luộc có rồi bà ơi. Khoai lang luộc có rồi. Đang bận. Cái này là bộ này em còn caro đen nha mấy chị. Tính lẹ mấy giá cao mà thôi bán đại luôn cho bà gái luôn á. Chân váy có quần trong chứ chị. Hết luôn rồi hả? Rồi quần hết ép luôn. Hết trắng luôn rồi mọi người ơi. Trắng đang mặc có quai không? Cho nó mặc có chị nào nè, rồi để cho chị đó đi. Vậy là hết quần trắng rồi nha mọi người. Giờ còn quần đen đủ size SML. Rồi chị Linh Mai một quần đang bận, một áo cặp chứ lộn. Đây chị, chân váy nè có lót quần trong chị 60-65kg chị mặc thoải mái chị ơi. Ngày chị về chị mặc chung với lại cái áo đang bận cũng đẹp nữa nè chị, dễ thương lắm. Tên gì? Nè bận như vậy nè cũng dễ thương lắm nha. Thấy chưa? Không thích nào mấy chị mang đóng thùng vô. Thành nguyên cặp đen luôn, hơi bị xinh luôn. Đó, bà làm lấy chân váy chút chân váy. Thôi, bà Gia Hân ơi, không coi được, mai coi luôn đi. Cái bộ caro xanh giờ nó nằm xa quá xa rồi. Không cho bà coi được rồi. Em còn caro đen mà. Caro xanh nó nằm xa quá xa rồi, em rút không nổi rồi. Bây giờ bà lấy caro đen thì bà chốt đi. Còn không thôi thì mai bà vô bà coi caro xanh thì mà em đi. Rồi, bộ này 99.000, bộ ba lỗ quần ống suông. Bà nào chưa có chốt lẹ giùm em đây màu hồng nha. Chứ mày màu đỏ đâu mấy chế. Màu hường cho em mấy chế. Hường hường là hường cánh sen đó. Hường là hường y hình y mẫu đó. Nghe. Caro lộn bộ sọc. Sọc ba lỗ đồ đó. Sọc ba lỗ hot đồ. Hot xỉu rồi đó mọi người. Rồi đang bận giùm em là nguyên con áo cặp nha mấy bà ơi. Rẻ xinh rẻ thúi nha mọi người. Rồi nè ok chưa.
Chân váy cho chị cười vui, ba lỗ 99 cho chị khoai lăn luộc. Em lấy chân váy cho Cherry. Chân váy 69.000 mấy bà ơi, dễ thương lắm. Còn bộ màu xanh, còn bộ màu xanh chị em mình ơi, ai lấy xanh chút xanh giùm em luôn, kèm số điện thoại có đơn. Áo cặp em đang mặc em còn được vài cái là em hết nha mấy chị. Ai chưa có áo cặp lên áo cặp cho em luôn. Áo cặp đẹp ghê ha, dễ thương ha. Có 69.000 một con, có lộn 79.000 một con áo cặp giùm em thôi đó mọi người. Phải đẹp quá trời. Cái bộ này bộ quần ống suông có chị nào chưa có nữa không? Bộ quần ống suông còn suông xanh với lại suông hồng là em hết nha mấy bà ơi. Rồi, chân váy tầng đen cho chị Linh Lê, ba lỗ xanh cho khoai lăn luộc. Là em có lấy hồng không em ơi? Là em có lấy hồng không để chị biết đường này cô gái ơi. Có lấy hôm. Còn áo kiệu không chị? Áo kiệu cho chị nhiều lắm, đợi chút chị lên cho em. Diễm lệ sĩ xích. Ok, một bộ một quần đen size M, áo cặp với chị Thị Hải. Rồi ok, khoai lang luộc. Ồ, để lấy một xanh phải không? Rồi. Quần 65 size M cho Thảo Thu Nguyễn. Có luôn. Đây bà nào hỏi em bộ ngố. Xanh ba lỗ hết, bà Cherry lấy hồng đi, trời hồng đẹp lắm, hồng là cái màu hot đó. Hồng là cái màu mới đó. Bùi Hằng lấy chân váy. Mấy chị ơi mua chân váy cố gắng mua giùm em thêm một sản phẩm nữa nha mấy chị, tại có cái chân váy bi đơn không được mọi người. Rồi 69.000 bộ ngố mấy chị ơi. 69.000 bộ ngố xanh và 69.000 bộ ngố hồng. Ai lấy ngố chút ngố 69 cho em luôn. Ngố 69 còn hai bộ ngố nè. Đó hồi nãy bà nào lấy xanh lá rồi còn ngố xanh với ngố hồng luôn. 69.000 bộ giùm em thôi nha mọi người nha. Rồi tầng đen cho chị Bùi Hằng có luôn chị. Rồi bà mắm bà ngố này còn ngố nữa nè mấy chị. Trời con ngố cô gái này râu ra xuất hiện hoài luôn má ơi. Ngố cô gái 79.000, bà nào chưa có ngố cô gái đâu ra mà nó bà xuất hiện hoài luôn á. Lâu lâu các bạn nhú ra con luôn, bà nhú ra con à. Hồi nãy khách chốt thì không có đâu, bà hay thiệt luôn á. Cái con quỷ cô gái này nè, tao chén nó ghê luôn vậy bay ơi. Rồi áo đang bận, ai lấy chốt giùm em luôn nha mọi người ơi, rẻ đẹp nha mấy chị, nguyên con áo cặp nha. Áo lẹ không chị, giờ đang lên nè gái ơi. Ngố 69 xanh cho chị Hồ Thanh Hằng. Là chị kia có sai luôn rồi đúng không? Rồi. Rồi còn LS. Sao ai chưa có kìa. M đó. Vậy lấy hồng cho em ok Cherry là lấy bộ ba lỗ hồng đó nha bảo. Chị kia lấy có một bộ xanh thôi, còn bộ ba lỗ hồng cho người ta. Set sơ mi, set ngố sơ mi hết rồi, bà lùi vô trẻ quá. Lê Dung áo cặp ok. Rồi áo cặp có ai chốt được thì chốt giùm em luôn. Xin cảm ơn. Áo này dễ thương lắm nè. Áo cổ choker nè mấy chị, trời ơi đẹp quá. Ôi con này mẹ em lên cái quần loe chắc hết bài quá. Ngố cô gái cho Hải Hòa, xin thoại chị ơi. Rồi có rồi. Rồi quần sọt đen 65.000 còn size S với M nha mọi người, S với M giùm em. Được chưa? Ủa cái quần đẹp dữ vậy. Quần loe 3 size SML. Chốt rồi bà. Áo cặp của ai mua giùm đi nè, còn mấy con hết rồi. Áo khoác đang mặc nhiêu vậy Trang? Trời mán nguyên bộ luôn có 79.000 à chị. Nè, mán nguyên cặp gì luôn có 79.000 á chứ. Mua mà em đi. Trời ơi mua cái áo không ra ngoài, mua cái áo không 79.000 rồi. Bán nguyên cặp có 79 nè. Mua giùm mi. Nó nãy. Còn mấy cái. Má làm vậy chắc nghĩ mình đáng yêu. Mấy nhỏ nó ghét tôi vô thôi. Làm vậy chắc nghĩ mình đáng yêu. Trời ơi. Áo xoắn ngực còn hai cái nè, bà nào mua giùm coi cảm ơn coi. 65.000, 69.000 đúng không? Áo cúp ngực còn mút ngực màu vàng với lại mút ngực màu nâu nè. Không có hàng bán mà đứng năn nỉ hoài mệt quá à. Diệu Phan một áo cặp nè. Rồi áo cặp em còn được có 3-4 con em hết rồi nè. Quần loe L cho bà Hồng Loan nè. Quần loe là 109.000. Quần loe 3 size SML 109. Em bao quần cho mọi người mặc luôn á mọi người, thiệt. Mấy chị muốn quần gì mấy chị mình làm chứ mấy chị mua quần loe nha, mấy chị không bao giờ mấy chị làm đâu mấy chị. Quần như em là đúng chất tuyết mưa mà mấy chị ra ngoài mấy chị mua mà 170-180 con luôn á. Còn em lên cho bà chế con này nè. Con này mặc xuất sắc luôn mà rẻ nha.
Áo này là có 55.000 áo mấy chị. Mua hai cái là 100 nè. Áo đẹp. Quần len nhà em là không co giãn nha. Quần len nhà em là không co giãn nha mọi người. Ở nhà mấy chị mặc size gì thì mấy chị cứ mặc, cứ lấy size đó mấy chị mang giùm em luôn nha. Quần le là không co giãn, được chưa? Áo này đừng mang dây chuyền, mang dây chuyền nó sẽ du duyên. Rút nè, muốn rút cao, muốn rút thấp luôn. Trời ơi, con áo có 55.000, quá trời quá đất. Linh Lê áo cặp nè, mấy bà để mua hai cái để là 100.000 hai cái. Cho em coi xếp trắng. Ồ, đợi chút xíu chị đi cưng ơi, dễ thương lắm mà ngồi về mặc chúng quần le là đúng bài của nó luôn đó chị, thấy không? Dễ thương lắm luôn, nó sang giả mang người tình ơi luôn á nè. Con này chưa bóng khoay. Quần tay còn chị, quần tay nhà em còn quần tay 79.000 size SM mặc được đúng không? Quần tay 79.000 nhà em còn lưng chun nha, còn chị ơi. Quần len lò cho cẩm tiên. Len lò cho cẩm tiên. Ok luôn. Vest nâu quần tay bao nhiêu? 109.000 chị ơi. Quần tay là 109 cho em nha mọi người. Áo em đang bận em lên màu cho mấy chị nè. Áo này đẹp á chị, rút ngực đồ dễ thương lắm luôn á. Vải nha mấy chế, co giãn nè. 40 tới 60 cân mang vừa. Áo này là mấy chị muốn rút cao mấy chị rút cao, mấy chị muốn rút thấp mấy chị rút thấp giùm em. Nha, nó không có quy định đâu, mấy chị phải rút cao rút thấp luôn, rất là xinh luôn mấy chế. Cân lắm cân luôn nha mọi người. Em đang mặc là em có màu đen mấy chị ơi, có lộn màu xanh nè, màu nâu, màu hồng, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Cái con rút ngực này là y hình giùm em luôn mấy chị, nó rẻ giả mang mấy chị ơi. Đây nè. Đó, xinh lắm nha bà, xinh cực kỳ luôn đó. Quần em mờ cho Như Lê có luôn. Cái này em có màu trắng nè mấy chị, cái này em có màu trắng luôn chị đẹp mình ơi. Rồi, ai thích màu nào lên màu đỏ giúp em thôi mấy bà. Rồi, ok, bộ đồ quần đỏ áo trắng bao nhiêu vậy chị? Nãy hả chị? À, cái bộ này bộ quần ống suông màu hồng. Màu hồng nha, em có màu hồng. Màu hồng với lại màu xanh 109.000 chị ơi. Ở lộn 95.000 chị ơi, 95.000. Áo nu cho Hồng Loan. Linh Lê một áo đang mặc nè. Bộ đang mặc hay áo đang bận chị? Một cái 55.000, hai áo 99. Một áo 55, hai áo 99. Con này tay dài luôn mà giá rẻ luôn á. Hồ Thanh Hằng áo trắng áo hồng. Quần len lò cho chị Ngọc Thảo. Không có dài đâu em ơi. Quần len không có dài đâu bà ơi, yên tâm đi. Thúy Đào 10 tháng 8 một sản phẩm không nghe máy. Mua hàng cọc tiền mới chốt được em ơi. Kim Nguyễn xả đơn ngày 29 tháng 7 mua hàng cọc tiền mới bán chị ơi. Trần Hiếu một áo đen. Gì? Quần le size M. Ok luôn. Rồi bà nào lấy áo màu nào lên màu giùm em luôn. Áo co giãn chị. Áo thun gân nghe, phải co giãn chứ. Áo đang bận chút cho cẩm tiên màu đẹp đấy bà ơi. Áo sang quá trời bà, mấy chục ngàn cái. 55.000 cái. Đen rút cho chị Hồng Nguyễn. Đen rút chị Hồng Nguyễn ok. Rồi ai chưa có chốt em liền. Kèm số điện thoại là có đơn nha mọi người ơi. Đen xanh cho chị Diệu Phan. Cam mặt tay lắm. Cái màu cam mà mặc đúng tay luôn nha mấy chị. Cam mà mặc đúng tay luôn, kiểu như đỏ cam luôn mọi người. Hồng rút với chị Vân Mai. Le là vải tuyết mưa giùm em chị ơi. Le là chất tuyết mưa nha chị. Xếp trắng phía sau là 159 chị. Le size S với là áo đang bận cho bé Ngân. Cái quần le này dành cho bà chế là 1m1. Có nghĩa là mà dành cho bà mà gọi là mà vừa nhỏ con, nhỏ xí xí con luôn á trời. Vẫn có thể mặc le sang luôn á trời, đẹp quá à. Đang mặc là chị Ngọc Châu Trần. Một cái đen nữa hả? Rồi thiếu đi, nằm bên kia rồi. Rồi đây mấy chị, bộ sơ mi nè.
còn một bộ màu bơ, một bộ màu vàng, còn hai bơ một vàng mọi người ơi. Sale cho mấy chị luôn 105.000. Áo màu đỏ em nhé cho chị Linh Lê. Ủa là sao ta? Ngọc Châu Trần có rồi đó chị. Trời ơi con này ngày hôm qua mới bán xong, gọi điện không nghe máy tiếp ấy má. Trời đất ơi tôi nghiệp dễ sợ luôn á. Bán cho cố vô rồi gọi điện không má nào nghe máy hết trơn á trời. Cái bà đùa giỡn với tôi hay gì á các bác ơi. Cái bà đùa với em hay gì á trời hả? Lê size S với áo cặp. Áo cặp còn được 2 con rồi bà nào mua giùm coi trời. Rồi màu bơ cho Trang Trang 105. Màu bơ cho Trang Trang có rồi luôn. Rồi em lên con này xong là em chuẩn bị em hớp, em mệt quá mệt. Em thở không ra hơi. Set quần xòe 85.000. Quần xòe 85 còn bộ chứ ai lấy quần xòe chút xòe 85. Xòe 85 giùm em nha mọi người nha. Sơ mi rin 129 không có hàng bán luôn á. Mốt chi nào nè mấy chị. Với lại một con sơ mi rin quát. Trời con này mặc đúng chất luôn. Đúng chất luôn nha mấy chị, hơi bị đẹp. Rồi sơ mi vàng em chúc cho chị Đào Nguyễn. Dạ rồi lên đồ bộ dài đi chế. Em ơi ngày mai mua tiếp đi em ơi, chứ giờ chị đuối quá đuối rồi chị nói thiệt á. Áo khoác còn con mấy chị ơi 65.000. Áo khoác còn một em 65. Trời mấy con nhỏ này nó ác cho bay ơi. Rồi con nhỏ hữu duyên luôn. Đi nó gieo duyên không rồi nó đi luôn rồi hữu duyên. Là hai cho mình vô duyên rồi. Ngố. Ngố 65.000 giùm em luôn, ngố gấu. Set quần bèo. Set quần xòe cho Gen Sarina. Set quần xòe trước mặt kìa. Áo tay phòng màu trắng phối cổ đen còn không chị? Còn không ạ? Áo tay phòng màu trắng phối cổ đen là cái nào trời? 85. Áo khoác chút cho chị Đại Lê Quang. Sơ mi jean mà lấy màu gì? Sơ mi jean mà lấy màu gì? Đơn Ngọc Sương dồn đơn với mình luôn nha. Bà cho ơi, bà ơi, bà cho. Bà cho tôi biết bà Ngọc Sương nào. Ủa cái này cái quần của nó đâu anh? Anh cái này cái quần của nó đâu? Bộ này đẹp nè em ơi. Bộ này đẹp lắm, có bộ 1 và 69.000 cái ơi. Lấy đi đẹp cực kỳ luôn. Áo khoác còn cái đen mấy chị. Nè áo khoác này, áo khoác áo giả áo khoác nè 59.000 áo giả áo khoác. Sơ mi còn cái xanh. Rồi ôi mấy bà ơi, đuổi qua đuổi rồi mai tiếp mấy bà ơi. Mai tiếp nghe. Đây set sơ mi cho em luôn, ai lấy sơ mi chút sơ mi. Sơ mi bơ còn bộ, gấu còn bộ, sơ mi jean còn 2 cái. Một cái mốt chino với cái sơ mi loan. Cái này đẹp lắm, 129.000 mua đi mấy chị. Không ổn đâu. Ok chưa? Rồi bye bye mấy chị nha. Hẹn mấy chị tối mai mấy bà ơi. Đuối quá đuối. Hồng Loan áo mặc màu đen có rồi mà. Comment gì tao không hiểu. Ngấu gố chốt cho Hồng Sương. Hồng Lê chứ lộn. Ngố gấu chốt cho Hồng Lê. Không biết rồi đừng bỏ qua đi, nhức đầu quá, không biết nữa. Đại Lê Quang xanh bơ nè. Áo giả khoác chị Thi Hải. Sơ mi rin màu nhạt chốt cho Nguyệt Đặng. Comment vậy biết chứ comment vậy sao biết trời. Gấu hết. Còn một con duy nhất hết hàng. Sơ mi rin màu xanh. Rồi Trang sẽ mon mắt hí như nè. Đây màu xanh đây. Áo khoác 65.000. Bye bye mấy chị nha. Hẹn mấy chị tối mai. Nghe mấy bà. Tối mai nha.